Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tosa, do nữ tu Phạm Thị Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoa Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga, Hiểu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng. Chương 115. Sống để giáo huấn kẻ khác trong khi khác mong về trời, đó chính là tử đạo. Từ trên đỉnh của chỗ cao nhất mà người ta có thể gọi là đồi, vì độ cao yếu, bờ địa Trung Hải hiện ra trong tia sáng rộng, bị giới hạn ở phía bắc bởi cái mũi của núi Kamen, còn ở phía nam thì chạy ra cho tới khoảng cách cực đại của nhãn giới con người. Một bãi bề yên tĩnh, hầu như thẳng, bên trong là đồng bằng phì nhiêu, hơi bị gián đoạn bởi các đỉnh thấp. Các thành phố dọc bờ biển phơi bày các dãy nhà màu trắng của chúng, nổi lên giữa màu xanh ve của đất liền và màu xanh lơ của nước biển yên lặng. Trong sáng, một màu lơ tươi sáng phản chiếu màu lơ thanh trong của bầu trời. Cesare hơi ở về phía bắc, nơi các tông đồ đang ở cùng với Giê-xu và một số môn đệ, chắc đã gặp được trong các làng đã đi qua vào buổi tối hay lúc rạng đông. Vì bây giờ đã qua rạng đông, mặc dầu còn là những giờ đầu tiên của ngày trong những giờ rất đẹp của buổi sáng mùa hè. Lúc bầu trời ngay sau màu hồng của rạng đông là trở thành xanh lơ. Lúc mà không khí trong sạch và mát mẻ, đồng quê tươi tắm, chưa một cánh buồm nào căng trên biển. Giờ trên trong của một ngày, giờ các bông hoa mới nở ra, giờ sương đêm bốc hơi dưới những tia đầu tiên của mặt trời, xông lên cùng với mùi cỏ, hiến sự tươi mát và hương thơm cho hơi thở nhẹ của gió ban mai, chỉ làm hơi rung rinh cây cỏ và hơi lăn tăn dợn sóng trên mặt biển. Thành phố xuất hiện trải dài trên bãi, đẹp đẽ, cũng như mọi nơi có nền văn minh luyện lọc của Roma. Các nhà tắm hơi và các đền đài bằng đá phơi bày màu trắng của nó, như những khối tuyết đông cứng tại các khu gần bờ biển, được canh giữ bởi một cái tháp vuông, cũng trắng, nổi cao lên ở gần cảng. Có lẽ đó là một doanh trại hay một đài quan sát, rồi đến các nhà khiêm tốn hơn ở vùng bờ kiểu Hy Bá. Ở khắp nơi là màu xanh của các dàn cây, vườn treo cao, ít hay nhiều lộng lẫy, trên sân thượng của các căn nhà, các cây cao mọc ở khắp nơi. Các tông đồ cảm phục, đứng yên dưới bóng các cây ngô đồng trồng, hầu như trên tận đỉnh đồi. Người ta thở dễ hơn khi nhìn xung quanh cảnh mênh mông này, Philippe kêu. Và tôi thấy như đã cảm nhận được sự tươi mát của làn nước xanh đẹp đẽ này, Phêrô nói. Đúng vậy. Sau biết bao bụi đất, đá sỏi, gai góc, các anh coi trong sáng chừng nào, mát mẻ chừng nào, bình an chừng nào. Biển luôn luôn cho sự bình an, Jacobe Anfe bình luận. Ngoài trừ khi đã bạt tai các anh, nó quay các anh và con tàu của các anh giống như con quay trong tay thằng bé, Matthew trả lời. Có lẽ ông nhớ tới màn say sóng. Thầy ơi, con nghĩ
con nghĩ tới tất cả những lời của tác giả Thánh Vịnh trong sách Gióp, tới những lời trong sách Đạo Đức, nói về sức mạnh của Thiên Chúa. Và con không biết tại sao tư tưởng này đến với con khi con nhìn sự vật, và nó làm nảy sinh ra con trong một tư tưởng khác rằng, nếu chúng ta công chính tới cùng, chúng ta sẽ được nâng lên như vậy tới một vẻ đẹp tuyệt hảo, trên một màu xanh lơ trong sáng. Trong cuộc đại hợp này, trong vinh thắng đời của Thầy, trong cái mà Thầy đã mô tả cho chúng con là cái sẽ chấm dứt mọi điều xấu, và con như nhìn thấy cảnh trời mênh mông này, đóng nghẹt những cơ thể sáng láng được sống lại. Và Thầy, sáng láng hơn muôn ngàn mặt trời, ở giữa những kẻ hạnh phúc tại nơi không còn đau khổ, không còn nước mắt, không còn nguyền rủa, dèm pha như cái màn chiều hôm qua, và bình an, bình an, bình an. Nhưng khi nào điều ác sẽ hết quấy rầy? Các mũi tên của họ chống lại Thầy có cùng lục đi không? Họ có nhận ra là họ bị thua không? Gioan nói, lúc đầu thì vui tươi, sau đó là lo âu. Không bao giờ, họ luôn luôn tin là họ toàn thắng, mặc dầu các kẻ lành cải chính cho họ. Và sự hy sinh của Thầy không làm cùn các mũi tên của họ. Nhưng giờ sau cùng sẽ tới, giờ mà sự ác bị thua. Trong vẻ đẹp còn vô tận hơn là cái mà tâm hồn con hé thấy, các kẻ được chọn sẽ là một dân duy nhất, vĩnh cửu, thánh thiện, một dân thật của Thiên Chúa thật. Tất cả chúng con có được ở đó không? Các tông đồ hỏi. Tất cả. Còn chúng con? Nhóm môn đệ đã khá đông hỏi. Tất cả các con sẽ được ở đó. Tất cả những người đang hiện diện hay tất cả các môn đệ? Vì bây giờ chúng con đã khá đông, mặc dầu có những người đã bỏ hàng ngũ. Và các con sẽ càng ngày càng đông, không phải tất cả sẽ trung thành tới cùng, nhưng rất nhiều người sẽ ở với Thầy trên thiên đàng. Một số sẽ được thưởng sau khi đã đền tội, một số khác thì rất mau sau khi chết. Nhưng phần thưởng sẽ là thế nào để các con quên trái đất và những đau khổ của nó đi? Các con cũng sẽ quên luyện ngục với sự sám hối nuối tiếc trong bình an của nó. Thưa Thầy, Thầy đã nói là chúng con sẽ chịu bắt hại và tử đạo. Vậy chúng con có thể bị bắt và bị giết mà không có giờ để sám hối? Hay sự yếu đuối của chúng con sẽ làm chúng con thiếu nhẫn nhục và ở cái chết đẫm máu? Vậy thì sao? Nikolai, người Antioche, đang ở giữa đám các môn đệ hỏi. Đừng tin như vậy. Quả thật, vì sự yếu đuối nhân loại của các con không thể chịu đựng sự tử đạo cách nhẫn nhục. Nhưng với linh hồn to lớn phải làm chứng cho Chúa, Chúa sẽ ban cho một sự trợ giúp siêu nhiên. Sự trợ giúp nào? Có lẽ là sự mất cảm giác. Không đâu, Nikolai. Tình yêu trọn hảo. Họ sẽ tới được một tình yêu trọn hảo tới nỗi những quay cuồng của tra tấn, của kết án, của sự chia lìa cha mẹ, đời sống, tất cả sẽ không còn là những cái làm cho suy nhược. Trái lại, tất cả sẽ biến thành lợi khí để tung bay lên trời, để đón nhận nó, nhìn xem nó, và vì thế họ giơ tay ra để nhận lấy hành hình, để tới nơi mà con tim họ đã ở đó rồi, trên trời. Ai chết như vậy thì sẽ được tha thứ rất nhiều. Một môn đệ già mà tôi không biết tên nói. Papias, không phải chỉ là rất nhiều mà nó sẽ được tha tất cả, bởi vì tình yêu là sự xá giải, hy sinh là sự xá giải, tuyên xưng đức tin cách anh hùng là sự xá giải. Bởi vậy con thấy rằng các vị tử đạo được một sự thanh tẩy gấp ba. Ôi, vậy thì con đã phạm tội rất nhiều. Thầy ơi, con sẽ theo lối này để được sự tha thứ. Hôm qua, Thầy đã tha cho con, và vì vậy, Thầy bị các người có tội và không biết tha thứ chửi rủa.
Con tin rằng sự tha thứ của Thầy đã hiện hữu, nhưng vì những năm dài phạm tội của con, xin Thầy cho con cái tự đạo xa giải. Ông ơi, ông xin Thầy nhiều quá. Không bao giờ nhiều bằng cái con phải dâng để được hưởng cái phước mà Gioan Giê-bê-rê đã mô tả và Thầy đã xác nhận. Chúa ơi, con năn nỉ Thầy, hãy làm cho con chết vì Thầy, vì giáo lý của Thầy. Con xin Thầy nhiều quá, sự sống của người ta ở trong tay cha Thầy. Nhưng mọi lời cầu xin của Thầy đều được nhận, cũng như mọi sự xét đoán của Thầy đều được nhận. Thầy hãy cầu xin Thiên Chúa cho con sự tha thứ này. Người đàn ông đã quỳ gối ở chân Giê-xu. Người nhìn vào mắt ông và nói: Nhưng con không thấy chính là một tử đạo khi sống trên trái đất, nơi không còn gì lôi cuốn nữa, và con tim chỉ khát mong về trời. Sống để dạy tình yêu cho người khác, để biết nỗi thất vọng của Thầy, để kiên trì không mỏi mệt mà dâng các linh hồn cho Thầy. Hãy luôn luôn làm theo ý Thiên Chúa, dù con thấy rằng ý con có vẻ anh hùng hơn, thì con sẽ là thánh. Nhưng kìa, các bạn đi mua đồ đã về. Chúng ta hãy lên đường để tới thành phố trước những giờ oi bức. Và người dẫn đầu đi xuống một cái dốc nhẹ. Họ mau lẹ tới một đồng bằng bị cắt bởi một dải băng trắng của con đường dẫn về Caesarea Maritima. Lắng nghe lời con.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Chương 116 tại Cesare Maritime. Cesare có một khu chợ mênh mông, nơi đổ tới những thực phẩm ngon lành cho bàn ăn luyện lọc của người Roma. Ở gần các công trường, trong cái kính vạn hoa của các khuôn mặt đủ màu sắc, nồi giống, cũng có những thực phẩm khiêm tốn hơn. Có những tiệm thực phẩm hảo hạng đến từ khắp các thuộc địa Roma, cũng như từ nước Ý xa xôi để làm nhẹ nỗi sầu xa quê. Có những tiệm rượu hay thực phẩm quý nhập khẩu từ các nơi khác được bán dưới các dãy hành lang dài, vì người Roma không thích bị trái nắng bởi mặt trời hay bị ướt vì mưa khi họ kiếm cho cái miệng sành ăn của họ những thực phẩm mà họ ăn trong ngày lễ. Dù có tốt khi theo chủ nghĩa khoái lạc để thỏa mãn quai hàm, nhưng cũng phải canh chừng để bảo vệ các cơ quan khác. Vì vậy mà sự mát mẻ của các hành lang và các lối đi được che mưa nắng dẫn từ khu của người Roma hầu như quay quần tất cả chung quanh dinh tổng tài, chen trúc giữa con đường dọc bờ biển và công trường, khu trại lính và sở thuế, tới các gian hàng của Roma gần khu chợ Do Thái. Có rất đông người ở dưới các hành lang, nếu không đẹp thì cũng thuận lợi, và ở chỗ cuối hành lang, nơi dẫn vào khu chợ. Người thuộc đủ loại, nô lệ, người được giải phóng, có cả một số dân ăn chơi giàu với đám nô lệ vây quanh. Sau khi rời bỏ chiếc kiệu ở ngoài lộ, họ đi một cách thờ ơ từ quầy nọ tới quầy kia, mua sắm những đồ mà các nô lệ sẽ mang về nhà cho họ. Các đàm thoại quen thuộc, nhàn nhã khi hai người Roma giàu có gặp nhau là thời tiết buồn phiền vì ở xứ này không có những cái vui của nước Ý xa xôi, nuối tiếc những quang cảnh hùng vĩ, thực đơn của các bữa tiệc và các câu đàm thoại tục tiểu. Một người Roma với một tá nô lệ đi trước, mang vác đầy giỏ và hộp, gặp hai người khác cùng giai cấp, chào hỏi hổ tương. Ồ, chào Ennius. Chào Florus, Tullius, Cornelius. Ồ, chào Marcus, Heraclius, Phalius. Anh tới hồi nào? Mệt quá, lúc bình minh ngày hôm kia. Anh mà mệt, anh đổ mồ hôi lúc nào? Người trẻ có tên Loras nói giỡn. Đừng giỡn, Florus, Tullius, Cornelius.
Ngay lúc này tôi đang chảy mồ hôi vì bạn hữu đây. Vì bạn hữu? Chúng tôi đâu có yêu cầu anh phải mệt thân. Người già có tên Marcus Heralius Larvius bắt bẻ. Nhưng tình yêu của tôi nghĩ tới các anh. Ôi, độc ác chừng nào vì khinh dễ tôi. Các anh thấy cái dãy nô lệ ôm đồm đầy gói đồ này không? Có những đứa khác đã về trước với những gói khác rồi. Tất cả những thứ đó là vì các anh, để làm vinh dự cho các anh. Vậy ra, đó là việc của anh. Một yến tiệc. Và tại sao? Hai người bạn la ồn ào. Giữa các nhà quý tộc với nhau mà ồn ào vậy sao? Quý vị giống như bọn cùng đinh của cái xứ này, nơi chúng ta tàn tạ trong... trong hình lạc và nhàn cư. Chúng ta chả làm gì khác. Tôi còn tự hỏi tại sao chúng ta ở đây. Chúng ta có nhiệm vụ gì? Chết vì buồn là một nhiệm vụ. Dạy cho những kẻ tội nghiệp hay khóc này biết sống. Đó là một nhiệm vụ nữa. Và gieo Roma vào trong cái bể thánh của đàn bà Hy Bá là một nhiệm vụ nữa. Và vui hưởng. Ở đây cũng như ở các nơi khác, nguồn lợi của chúng ta, sức mạnh của chúng ta mà vì đó, tất cả đều được phép. Đó là một nhiệm vụ nữa. Ba người thay phiên nhau nói như đọc kinh cầu, và họ cười. Nhưng người trẻ Lavios dừng lại, nét mặt anh ta sa sầm, và anh ta nói. Nhưng từ ít lâu nay, một đám sương mù rơi xuống trên triều đình vui vẻ của Philato. Các đàn bà đẹp nhất đã trở nên như các trinh nữ trong trắng, và các ông chồng cũng tán đồng cơn chướng của các bà. Điều đó làm thiệt hại rất lớn cho các buổi lễ thông thường. Đúng, có cơn chướng là tại cái tên Galilee thô bỉ đó. Nhưng cái đó sẽ qua mau thôi. Ồ, Ennius, ông lầm. Tôi biết rằng chính Claudia là một trong các cuộc chinh phục của ông ta. Và vì lẽ đó, một sự thận trọng lạ lùng về phẩm hạnh đã nảy sinh trong lâu đài của ông ta. Tựa như Roma Cộng Hòa, khổ hạnh đã sống lại ở đó. Ôi, cái đó sông mùi hôi mốc quá. Nhưng từ bao giờ vậy? Từ cái tháng tư êm đềm thuận lợi cho các tình yêu. Anh không biết anh đã vắng mặt. Các bà của chúng ta đã trở nên tan tóc như các kẻ khóc mướn trước các bình đựng hài cốt. Và chúng ta, những thằng đàn ông tội nghiệp, chúng ta phải tìm rất nhiều an ủi ở nơi khác. Cả đến các bà không cho phép chúng ta ở trước mặt những người đoan trang nữa. Đó là lại thêm một lý do nữa để tôi cứu bồ các bạn. Chiều nay sẽ là một bữa ăn lớn, và hơn nữa, một cuộc hành lạc lớn trong nhà tôi. Hồi tôi ở Centium, tôi đã tìm được ở đó những món ngon mà những tên ghê tởm này nói là ô uế, con công, chim đa đa, các con gà nước đủ loại, và những con heo rừng con bị bắt sống khi mẹ chúng bị giết, và được nuôi cho các bữa tiệc của chúng ta, và các thứ rượu. À, những hũ rượu êm và quý của các ngọn đồi Roma, của các sườn đồi Latinum nóng của tôi, và các bãi biển đầy mặt trời gần Assyri của anh, và các thứ rượu thơm của Chio và của hòn đảo mà Centium là viên ngọc, rồi các thứ rượu ngây ngất của Iberia làm bốc lửa các giác quan cho sự hưởng thụ sau cùng. Ôi, đây phải là một đại lễ để xua đuổi cái ưu phiền của nơi lưu đày này, để chúng ta thấy rằng chúng ta còn nam tính. Cả đàn bà nữa chứ? Có chứ, và đẹp hơn hoa hồng, có đủ màu và đủ loại hương. Tôi đã tậu kho tàng quý giá này với mọi loại hàng, trong đó có đàn bà. Nhưng tôi rất quảng đại với bạn bè. Tôi chấm dứt ở đây các mua sắm sau cùng, thay cho những cái đã bị hư trong cuộc hành trình. Sau bữa tiệc, tình yêu sẽ thuộc về chúng ta. Anh đã làm cuộc hành trình tốt đẹp chứ? Tuyệt vời! Thần biển Venus đã hậu đãi tôi. Vì vậy tôi sẽ dâng hiến các nghi thức của đêm nay cho ngài. Ba người cùng cười thoải mái
để thưởng thức niềm vui bất chính sắp tới của họ. Nhưng Lorius hỏi, tại sao lại có buổi lễ đặc biệt này? Vì lý do gì? Ba lý do. Đứa cháu trai cưng của tôi khoác áo trưởng thành vào những ngày này, và tôi phải cử hành biến cố. Vâng lệnh một điềm triệu đã nói cho tôi rằng Caesarea sẽ trở nên nơi cư trú buồn của tôi vào một ngày kia, và tôi phải tới để gặp một số phận bằng một nghi thức cho thần Venus. Lý do thứ ba, tôi nói khẽ với anh, tiệc cưới của tôi. Của anh? Giỡn hoài. Tiệc cưới của tôi là tiệc cưới mỗi lần người ta thưởng thức ngụm đầu tiên của một bình rượu niêm phong. Đó là điều tôi sẽ làm đêm nay. Phải mất 20.000 đồng tiền bạc, hay nếu anh thích hơn, 200 đồng tiền vàng, mà thực sự tôi đã trả cho các tên môi giới và các thứ khác cùng loại. Tôi đã trả món đó. Nhưng cho dù là chính Venus đã sinh ra nó trong một bình minh của tháng tư, và làm ra nó bằng các bọt và các tia sáng bằng vàng, thì tôi cũng không thấy nó đẹp hơn và trong trắng hơn. Một cái nụ còn khép. Và tôi là chủ. Kẻ phạm thánh. Marcus Heralius cười nói giỡn. Đừng làm bộ giám sát, anh cũng chẳng hơn gì. Sau khi Valerian bỏ đi, ở đây người ta chết vì buồn, nhưng tôi sẽ thay thế ông ta, phải lợi dụng kinh nghiệm của những kẻ đã đến trước chúng ta. Tôi sẽ không như ông ta, chả ngu gì, lại chờ cái em tóc vàng hơn là mật ong mà tôi đã đặt tên là Gala Sabrina này bị hư hỏng vì buồn, và vì triết học của những kẻ bị thiến, không biết thưởng thức cuộc đời. Hoan hô! Nhưng tên nô lệ của Valerian đã được dạy và... Và điên vì những bài đọc triết học. Nhưng thật là một linh hồn, một đời sống khác chừng nào. Một nhân đức, sống là hưởng thụ. Và ở đây người ta sống. Hôm qua tôi đã quăng vào lửa tất cả những rù lô tai họa đó. Và tôi đã cấm các nô lệ với hình phạt tử hình, không được nhắc tới những khốn nạn của các triết gia và của các tên Galileo. Và đứa bé gái không biết rằng tôi... Nhưng anh đã tìm thấy nó ở đâu vậy? Có một người thông báo, vì ông ta đi tìm mua các nô lệ sau cuộc chiến tranh với người Gau. Nhưng ông ta chỉ dùng chúng để truyền giống bằng cách đối xử tốt với chúng. Ông chỉ yêu cầu chúng đẻ để có những bông hoa mới của sắc đẹp. Và Gala là một trong số chúng. Bây giờ cô em tới tuổi dậy thì, và chủ cô bán cô đi. Và tôi đã mua. Dâm bồn. Nếu không phải tôi thì cũng là một đứa khác. Nếu không thì cô ta đừng sinh ra là đàn bà. Nếu ông ta mà nghe anh nói thì... Ôi, ông ta đó. Ai? Tên Nazareth đã bỏ bùa mê thuốc lú các đàn bà của chúng ta. Ông ta đang ở đằng sau anh. Ennius quay lại, tự như hắn có một con rắn độc ở sau lưng. Hắn nhìn Giê-xu đang tiến bước từ từ giữa đám người chen trúc xung quanh người, những dân nghèo và cả các nô lệ của người Roma. Và hắn nói giễu. Tên anh mày này à, các bà hư hỏng hết rồi. Nhưng chúng ta cũng chạy trốn đi, khéo ông ta cũng bỏ bùa chúng ta nữa. Chúng mày! Sau cùng, ông nói với các nô lệ tội nghiệp, vẫn cứ phải đứng chờ với gánh nặng của chúng, như những bức tượng dùng làm cột mà hắn không thương hại. Chúng mày về nhà mau đi, vì chúng mày đã mất thời giờ từ nãy tới giờ. Và những người dọn tiệc đang chờ các gia vị và hương thơm. Chạy mau! Và hãy nhớ rằng sẽ có roi nếu tất cả không sẵn sàng vào lúc hoàng hôn. Các nô lệ phóng chạy, tên Roma nhẫn nha đi sau cùng với hai bạn hắn. Giê-xu tiến bước, vẻ buồn vì người đã nghe được đoạn cuối của các lời đàm thoại của Ennius. Và từ trên cao của vóc người cao ráo của người,
người nhìn cách vô cùng thương xót những người nô lệ đang chài dưới gánh nặng của họ. Người nhìn khắp xung quanh người để tìm các khuôn mặt nô lệ khác của người Roma. Người thấy vài kẻ đang run rẩy, sợ bị các tên quản lý bắt quả tang, hoặc sợ bị các người Hy Bá xua đuổi. Họ trà trộn với đám đông đang quay quanh người. Người đứng lại và hỏi: "Trong đám các con có ai thuộc về nhà này không?" "Thưa Chúa, không. Nhưng chúng con biết họ." Các nô lệ hiền diện trả lời: "Matthew, hãy cho họ thật nhiều của bố thí để họ chia sẻ với các bạn họ, để họ biết rằng vẫn có người yêu họ. Và các con hãy biết và hãy nói với những người khác rằng đau khổ chỉ hết cùng với đời sống cho những ai tốt và ngay thật trong xiềng xích của họ. Và cũng hết cùng với đau khổ là sự khác nhau giữa người giàu và người nghèo, giữa người tự do và nô lệ. Sau đó thì chỉ có một Thiên Chúa độc nhất và công bằng với mọi người. Người không kể đến giàu có hay xiềng xích, người sẽ thưởng cho những ai tốt và phạt những ai không tốt. Hãy nhớ điều đó." "Thưa Chúa, vâng. Nhưng chúng con thuộc về nhà Claudia và nhà Platina. Chúng con khá sung sướng, cũng như những người của nhà Lydia và Valeria. Và chúng con chúc tụng Thầy vì Thầy đã làm nhẹ bớt số phận của chúng con." Một ông già nô lệ mà những người khác nghe lời như ông sếp của họ nói: "Để chứng tỏ rằng các con biết ơn Thầy, các con hãy luôn luôn tốt hơn và các con sẽ có Thiên Chúa thật làm bạn muôn đời." Giê-xu giơ tay như để chúc lành cho họ và cho họ đi. Rồi người tựa lưng vào một cái cột và bắt đầu nói giữa sự yên lặng và chú ý của đám đông. Các nô lệ không bỏ đi, họ ở lại để nghe những lời được nói ra từ miệng Thiên Chúa. "Hãy nghe đây, một người cha có nhiều con cái. Khi các con đã trưởng thành, ông cho mỗi người 2 đồng tiền có giá trị rất lớn và ông nói với họ, cha không có ý định làm việc cho các con nữa. Bây giờ các con đã tới tuổi có thể tự túc. Vậy cha cho mỗi người trong các con cùng một số tiền. Các con hãy sử dụng nó tùy sở thích cho ích lợi của các con. Cha ở lại đây chờ, sẵn sàng để chỉ bảo, cố vấn cho các con. Sẵn sàng để giúp đỡ các con nếu vì một không may ngoài ý muốn các con bị mất hết hay mất một phần số tiền mà cha cho các con bây giờ. Nhưng các con hãy nhớ rằng cha sẽ khắt khe với con nào đã để mất nó vì ý muốn ranh mãnh, cũng như với các con lười biếng đã tiêu phí đi hay để nó không sinh ích lợi gì vì nhàn cư hay thói hư. Cha dạy cho tất cả thấy điều tốt và điều xấu. Vậy các con không thể nói rằng các con vào đời mà không hiểu biết. Với tất cả cha đã làm gương hành động khôn ngoan, liêm chính và một đời sống ngay thẳng. Bởi vậy các con không thể nói được rằng cha đã làm hư tinh thần các con bởi các gương xấu. Cha đã làm bổn phận của cha, bây giờ các con hãy làm bổn phận của các con. Vì các con không ngu dốt, cũng không phải không được chuẩn bị, cũng không phải thất học. Vậy hãy lên đường." Và ông cho họ đi, ông ở lại nhà một mình để chờ. Các con cái ông tản mát trên thế giới, tất cả họ đều có cùng một của, 2 đồng tiền có giá trị lớn mà họ có thể sẵn sàng hành động cách tự do, và một kho tàng lớn hơn là sức khỏe, nghị lực, sự hiểu biết và gương mẫu của người cha. Vậy họ phải thành công tất cả như nhau. Nhưng rồi cái gì đã xảy ra? Trong số các người con, có một số dùng tốt nguồn lợi của họ và một cách ngay thẳng, họ mau chóng tạo ra một gia tài lớn nhờ sự làm việc không biết mệt, thật thà, cùng với lối sống tốt dựa vào các giáo huấn của cha. Một số khác, lúc đầu cũng tạo được một gia tài chính đáng ngay thẳng, nhưng rồi sau đó họ tiêu pha hết trong sự nhàn rỗi và chè chén. Một số khác kiếm lời bằng cách cho vay nặng lãi và các buôn bán bất xứng. Một số khác không làm gì cả vì họ lơ là, lười biếng, không quyết định. Sau cùng họ kết thúc những đồng tiền có giá trị lớn mà không tìm được một sinh hoạt nào nữa. Sau một thời gian, người cha gia đình sai các đầy tớ đến khắp các nơi ông biết là có các con ông. Ông nói với các đầy tớ, chúng mày hãy bảo các con ta về tụ họp ở nhà. Ta muốn chúng tính sổ về những việc chúng đã làm trong thời gian vừa qua.
và ta muốn chính ta biết về tình trạng của chúng. Các người đầy tớ đi tìm các con của ông chủ, truyền đạt mệnh lệnh và mỗi người trở về cùng với người con của chủ mà họ đã tìm thấy. Người cha của gia đình tiếp đón họ cách rất trọng thể, như người cha, nhưng cũng như vị thẩm phán. Và tất cả bà con của gia đình đều hiện diện, và cùng với các bà con, có cả các bạn bè, các người quen biết, các đầy tớ, các người đồng hương và các người lối xóm. Thực là một đại hội đồng. Người cha ngồi trên ghế trưởng gia đình, và ở chung quanh, ngồi theo hình bán nguyệt, tất cả bà con, bạn bè, người quen, đầy tớ, hàng xóm láng giềng, làng nước. Trước mặt ông là các con ông đứng dàn hàng. Ngay dù họ không được hỏi tới, các diện mạo khác nhau cũng nói lên sự thật. Những người đã siêng năng làm việc, ngay thật với lối sống đúng mức, đã tạo được gia tài cách thánh thiện, họ có vẻ hoan hỷ, bình tĩnh và thoải mái, của kẻ có các phương tiện rộng rãi, có sức khỏe tốt, có lương tâm bình an. Họ nhìn người cha với nụ cười tươi, biết ơn, khiêm nhường, nhưng đồng thời vinh thắng, rạng rỡ bởi niềm vui đã làm vinh dự cho cha và gia đình, vì đã là đứa con ngoan, người công dân tốt, người tín hữu trung thành. Những người đã phân tán nguồn lợi của họ vì lười biếng, đàng điếm, thì bẽ bàng, sượng sùng, dáng vẻ tồi tàn, y phục nhăn nheo, dấu hiệu của sự say sưa hoặc đói khát ghi trên toàn thân thể con người của họ. Những người đã tạo được gia tài bằng những lối thao diễn phạm pháp thì có nét mặt khắc khe, gây hấn, cái nhìn độc ác và băn khoăn như các thú hoang sợ người dạy thú và sẵn sàng để phản ứng. Người cha bắt đầu hỏi han từ những loại người sau cùng. Khi các con ra đi, các con rất bình tĩnh, tại sao bây giờ các con có vẻ như các thú dữ sẵn sàng để cấu xé? Thái độ này bởi đâu mà có? Chính đời sống đã cho chúng con, do sự khắc nghiệt của cha, vì đã sai chúng con đi xa nhà. Chính cha đã để chúng con giao tiếp với thế giới. Được, vậy các con đã làm gì trong thế giới? Làm cách chúng con có thể để vâng lời cha và kiếm sống với con số không mà cha đã cho chúng con. Rồi, vậy hãy đứng vào góc này. Và bây giờ các con gầy yếu, bệnh hoạn, ăn mặc lôi thôi. Các con đã làm gì để hạ giá mình đến cỡ này? Lúc ra đi các con rất mạnh khỏe, ăn mặc chỉnh tề cơ mà. Trong 10 năm thì quần áo đã rách. Những người lười biếng đối đáp. Vậy trong thế giới không còn vải vóc để may đồ cho loài người hay sao? Có, nhưng phải có tiền mới mua được. Các con có tiền mà. Trong 10 năm, nó đã tệ hơn là hết. Mọi cái nó bắt đầu thì phải có kết thúc. Đúng, vậy nếu các con đã lấy thì các con phải trả. Tại sao các con lại chỉ có lấy thôi? Nếu các con đã làm việc thì các con có thể trả và lấy đi cái kết thúc. Và hơn nữa, còn làm gia tăng kho tàng của các con. Hay các con đã bị bệnh? Thưa cha, không. Chúng con thấy như bị lạc. Chúng con không biết làm gì cho thích hợp. Chúng con sợ làm hư hỏng. Và để tránh làm hư hỏng, chúng con không làm gì cả. Và các con không có người cha mà các con luôn luôn có thể hỏi han cố vấn sao? Có bao giờ cha là người cha khó tánh, không thể tới gần được không? Ôi, không, nhưng chúng con xấu hổ vì phải nói với cha. Chúng con không có khả năng để bắt đầu. Cha luôn luôn linh hoạt, còn chúng con thì đi trốn vì xấu hổ. Được rồi, vậy hãy lại đứng chỗ giữa phòng. Còn các con kia, các con sẽ nói gì với cha? Sao các con giống như đã bị đói khát và bệnh tật? Có lẽ công việc quá mức đã làm cho các con bệnh. Hãy thành thật và cha sẽ không của trách các con đâu. Một số trong những người được hỏi liền quỳ phọc xuống đất, đấm ngực và nói: Ôi cha, xin cha tha cho chúng con. Thiên Chúa đã phạt chúng con rồi, và chúng con đáng phạt. Nhưng cha là cha của chúng con. Xin cha tha cho chúng con. Chúng con đã bắt đầu rất tốt. Nhưng rồi chúng con không kiên trì. Chúng con đã xin lời dễ dàng, nên chúng con nói: Tốt, chúng ta hãy hưởng thụ theo các bạn hữu khuyên bảo. Rồi sau đó chúng ta lại trở về công việc, và chúng ta sẽ lấp đầy lỗ hổng.
Thực sự thì chúng con tính làm như vậy, trở lại số vốn 2 đồng tiền, nhưng sau đó lại xin lời, dễ như trò chơi. Và 2 lần, hai người trong nhóm họ nói. Và 3 lần, một người khác nói, chúng con đã thành công, nhưng rồi sự may mắn rời bỏ chúng con, và chúng con mất hết tiền. Nhưng sao các con không phục hồi sau lần thứ nhất? Bởi vì chiếc bánh quá gia vị, bởi tật xấu đã làm hư vị giác, và người ta không thể bỏ qua nó nữa. Các con có cha các con mà. Đúng vậy, và chúng con hướng về cha với sự ân hận nối tiếc. Chúng con đã phạm đến cha, chúng con đã xin trời thúc giục cha gọi chúng con về để chúng con nhận sự khổ trách và sự tha thứ của cha. Chúng con xin cha điều đó, và chúng con xin điều đó hơn là của cải. Chúng con không muốn của cải nữa, vì nó làm chúng con lầm lạc. Được rồi, hãy đứng bên những người trước ở giữa phòng. Và các con, bệnh hoạn và bần cùng cũng như họ, nhưng cứ nín thinh không tỏ ra đau đớn gì, các con nói sao? Giống như những người đầu tiên đã nói. Chúng con nói rằng, chúng con ghét cha vì cha làm hại chúng con bởi cái hành động thiếu khôn ngoan của cha. Cha biết chúng con, đáng lẽ cha không được để chúng con vào nơi cám dỗ. Cha đã ghét chúng con và chúng con ghét cha. Cha đã giương bẫy để loại trừ chúng con khỏi nhà cha. Hãy bị nguyền rủa. Được, hãy đến với những người đầu tiên ở góc kia. Và bây giờ đến các con của cha, tươi tốt, lành mạnh, giàu có. Hãy nói các con đã làm sao để được như vậy. Bằng cách thi hành các giáo huấn của cha, hương sáng của cha, các lời khuyên của cha, các mệnh lệnh của cha, tất cả bằng cách chống lại các cám dỗ vì tình yêu đối với cha, người cha phúc đức đã cho chúng con đời sống và sự khôn ngoan. Tốt lắm, hãy đứng qua bên phải cha, và tất cả hãy nghe sự xét xử của cha và sự biện hộ của cha. Cha đã cho tất cả cùng một số tiền, cùng một gương tốt và sự khôn ngoan. Các con cha đã trả lời cha bằng nhiều cách khác nhau. Từ một người cha siêng năng, thật thà, sống tốt, đã sinh ra các đứa con giống như ông, rồi lười biếng, yếu đuối, sa ngã vào cám dỗ dễ dàng. Và các đứa con độc ác ghét cha, ghét anh em và người đồng loại, mà cha không biết vì họ không nói. Có thể họ đã cho vay nặng lãi và làm các tội ác. Trong số những kẻ yếu đuối và lười biếng, có những kẻ hối lỗi và những kẻ không sám hối. Bây giờ cha xử, những đứa con hoàn thiện thì đã ở bên phải cha, ngang hàng với cha trong vinh quang cũng như trong công việc. Những kẻ sám hối thì lại trở về như các trẻ con, cần được dạy bảo, chịu thử thách cho tới khi chúng đạt tới mức có khả năng là cái làm cho chúng trở nên trưởng thành. Những kẻ không sám hối và những kẻ đắc tội, hãy quăng chúng ra khỏi nhà ta, bị theo đuổi bởi sự nguyền rủa của đấng không còn là cha chúng nữa, vì sự thù ghét của chúng đối với ta đã vô hiệu hóa mối dây phụ tử. Tuy nhiên, ta nhắc lại rằng mỗi người đã tự làm ra số phận của mình, vì ta đã cho tất cả cùng một thứ, và những người lãnh nhận đã tạo ra 4 số phận khác nhau, và không ai có thể kết án ta là đã muốn điều xấu. Dụ ngôn đã kết thúc, hỡi các con đã nghe, bây giờ thầy nói cho các con điều nó tượng trưng. Cha trên trời được tượng trưng bằng người cha của gia đình đông con. 2 đồng tiền được ban cho tất cả các đứa con trước khi cho nó vào trong thế giới. Đó là thời gian và ý chí tự do mà Thiên Chúa ban cho mọi người để họ sử dụng theo cách mà họ cho là tốt, sau khi đã dạy dỗ và đào tạo họ bằng lề luật và gương sáng của các vị công chính. Tất cả đều có những ơn bình đẳng, nhưng mỗi người sử dụng nó như họ muốn. Có những người thu tích thời giờ, các phương tiện, sự giáo dục, của cải, tài nguyên, tất cả, cho điều thiện, và họ giữ mình lành mạnh, thánh thiện. Họ giàu bằng những của cải mà họ đã làm tăng gấp lên. Có những người khác đã khởi sự tốt, nhưng rồi chán nản và mất tất cả. Có những người không chịu làm gì cả và đòi hỏi người khác làm.
có những người kết án cha vì những lỗi lầm của họ, có những kẻ hối hận và sẵn sàng sửa chữa, có những kẻ không hối hận nhưng lại kết án và nguyền rủa cha như sự hư hỏng của họ là do những người khác áp đặt. Thiên Chúa ban phần thưởng cho kẻ công chính ngay lập tức, người cho kẻ sám hối tình thương và thời gian để đền tội, để được phần thưởng bởi sự sám hối và đền tội của họ. Người nguyền rủa và phạt kẻ dày đạp tình yêu bằng việc không sám hối sau khi đã phạm tội. Người cho mỗi người cái thuộc về họ. Vậy đừng làm tiêu tan hai đồng tiền là thời gian và ý chí tự do, nhưng hãy sử dụng nó cách chính đáng để được ở bên phải cha. Nếu các con bị hụt chỗ đó, thì hãy sám hối, hãy tin vào tình yêu thương xót. Thôi, các con đi đi, bình an cho các con. Người chúc lành cho họ, và nhìn họ ra đi dưới mặt trời tràn ngập quảng trường và đường phố. Nhưng các nô lệ vẫn đứng tại đó. Vẫn còn ở đây à, các người bạn tội nghiệp, các con sẽ không bị phạt sao? Thưa Chúa, không. Nếu chúng con nói là chúng con nghe Thầy, các bà chủ của chúng con tôn kính Thầy. Chúa ơi, bây giờ Ngài đi đâu? Các bà mong Thầy từ lâu lắm rồi. Tới nhà người bán dây thừng ở cảng, nhưng chiều nay Thầy sẽ đi, và các bà chủ của các con sẽ đi dự buổi lễ. Dù sao chúng con cũng nói, từ bao tháng và bao tháng nay rồi, các bà ra lệnh cho chúng con phải báo cáo mọi lần đi qua đây của Thầy. Tốt, vậy thì đi đi. Và cả các con nữa, hãy dùng cho xứng đáng thời giờ và tư tưởng vẫn luôn luôn tự do dù là người ta bị xiềng xích. Các người nô lệ cúi đầu tới tận đất, rồi đi về khu của các người Roma. Giê-xu và các người của Ngài theo con đường nhỏ hơn để đi ra cảng. Tình thương bao nguy khó trên đường này, những tiếng nài van, ngàn tiếng khóc thơ than, dâng lên tiếng kinh cầu, ngàn mơ ước đẹp màu, dâng năm tháng lao động và giá lạnh mùa đông. Chúa hãy nhận ngày của lễ đời con, Chúa hãy nhận niềm hạnh phúc tình con, Chúa hãy nhận đời buồn lo sớm hôm chiều tối. Chúa chúc lành và gìn giữ đời con, Chúa dẫn đường về cuộc sống phục sinh, thánh hiến đường đời khổ đau tới quê thiên đình. Dâng lên Chúa niềm tin, bao năm tháng đi tìm, nay những tiếng cầu kinh, xin ơn Chúa thần linh. Dâng lên Chúa tâm hồn, dâng lên Chúa trí khôn, dâng lên Chúa linh hồn, cầu Chúa bày nguồn. Nhân này của lễ đời con, Chúa hãy nhận niềm hạnh phúc tình con, Chúa hãy nhận đời buồn lo sớm hôm chiều tối. Chúa chúc lành và gìn giữ đời con, Chúa dẫn đường về cuộc sống phục sinh, thánh hiến đường đời khổ đau tới quê thiên đình.
Chúa mẹ cha, xin ơn thánh tràn hòa, nguyện dâng Chúa đàn con nồng hơi ấm tình son, dâng lên Chúa tiếng cười đẹp tươi mãi cho đời, dâng lên Chúa than ngày và ước vọng ngày mai. Chúa hãy nhận này của lễ đời con, Chúa hãy nhận niềm hạnh phúc tình con, Chúa hãy nhận đời buồn lo sớm hôm chiều tối. Chúa chúc lành và gìn giữ đời con, Chúa dẫn đường về cuộc sống phục sinh, thánh hiền đường đời khổ đau tới quê thiên đình. Chúa hãy nhận này của lễ đời con, Chúa hãy nhận niềm hạnh phúc tình con, Chúa hãy nhận đời buồn lo sớm hôm chiều tối. Chúa chúc lành và gìn giữ đời con, Chúa dẫn đường về cuộc sống phục sinh, thánh hiền đường đời khổ đau tới quê thiên đình. Chúa hãy nhận này của lễ đời con, Chúa hãy nhận niềm hạnh phúc tình con, Chúa hãy nhận đời buồn lo sớm hôm chiều tối. Chúa chúc lành và gìn giữ. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Chương 117. Sự khôn ngoan là một hình thức của sự thánh thiện. Nó cho ánh sáng để phán đoán. Giê-xu trọ tại một gia đình khiêm tốn của người bán dây thừng. Một căn nhà nhỏ, thấp, được bao trùm bằng một mùi mặn mặn, gần giống như mùi nước biển. Ở đằng sau nhà là các gian hàng xông ra mùi khó chịu, nơi người ta xuống hàng để chờ các người mua xỉ đến lấy. Phía trước nhà là con đường bụi bặm, quần quật các xe chở nạo, ồn ào tiếng các phu khuân vác, các thiếu niên, các người đánh xe, các thủy thủ qua lại không ngừng. Bên kia đường là cái vũng tàu nhỏ mà nước đọng yên lặng trở nên như dầu do những rác rến người ta vất xuống. Từ cái vũng này có một con kênh nhỏ dẫn tới cảng thực sự, một cảng lớn có thể tiếp nhận những tàu thuyền lớn. Ở phía tây là một cái sân cát, nơi người ta sản xuất các dây thừng giữa những trục xe chạy bằng tay kêu ken két.
Về phía đông là một công trường nhỏ hơn, nhưng ồn ào hơn và rất hỗn độn, nơi các đàn ông đàn bà đang sửa chữa lưới và cánh buồm. Rồi có những trời thấp hôi mùi mặn, nơi đầy những đứa con trai nhỏ ở trần. Đương nhiên, người ta không thể nói được rằng Giê-xu đã chọn những chỗ trọ giàu sang. Ruồi, bụi, tiếng động, mùi nước tù, mùi cây gai ngâm thối. Là chủ của nơi này, vị vua các vua nằm cùng với các tông đồ của người trên những đống gai thô, mệt mỏi ngủ thiếp trong nơi tội nghiệp. Nửa là kho chứa, nửa là cửa hàng, ở đằng sau căn nhà nhỏ mà người ta vào được qua một cái cửa đen như nhựa đường, để tới một căn nhà bếp cũng đen, rồi qua chiếc cửa mọt, bị ăn mòn bởi bụi và muối. Cho nó cái màu xám trắng của đá bọt, người ta đi qua quảng trường, nơi sản xuất dây, và là nơi xông ra mùi thối của cây gai đã ngâm cho tư ra. Mặt trời chiếu ngắt xuống trên quảng trường, mặc dầu có bốn cây ngô đồng khổng lồ, được trồng ở mỗi bên hai cây của cái công trường hình chữ nhật. Dưới bóng của chúng, có những trục quay để xe đay. Tôi không biết tôi có diễn tả đúng không khi gọi tên các dụng cụ. Các người đàn ông chỉ mặc một áo ngắn gọn, vừa đủ để giữ sự đoan trang, ướt đẫm mồ hôi như tắm, không ngừng quay chiếc trục mà họ truyền cho nó một chuyển động liên tục, tự như những người tù khổ sai chèo thuyền. Họ chỉ nói khi cần phát biểu cho những lời cần thiết cho công việc của họ. Ngoài tiếng cót két của bánh xe trong các trục quay và tiếng vỏ đay bị xoắn, thì không còn tiếng động nào khác ở công trường. Một sự tương phản với tiếng động tại những nơi khác ở chung quanh nhà người bán thân. Cũng vậy, tiếng kêu của một trong những người xe dây càng ngạc nhiên hơn, tựa như không tưởng tượng được. Các phụ nữ vào các giờ ghê gớm này, coi kìa, các bà tới tận đây. Chắc các bà cần dây để trói các ông chồng. Một người xe dây trẻ nói đùa. Có thể các bà cần dây đay cho việc gì đó. Ồ, dây đay của chúng ta thô kệch, trong khi có những người khác cung cấp thứ đã trải tơ. Thứ của chúng ta rẻ hơn, anh thấy không? Họ nghèo mà. Nhưng họ không phải các phụ nữ của vùng này. Coi các áo khoác của họ khác kiểu. Họ không ở đây, nhưng bây giờ Cesare có đủ thứ người. Có lẽ các bà tìm vị Rabbi. Có lẽ họ bệnh. Coi các bà che kín mít, dù là cái giờ nóng nảy này. Miễn là các bà không cùi, khốn nạn thì được, nhưng cùi thì miễn. Tôi không muốn người cùi, dù là nhẫn nhục vì Chúa. Người chủ tiệm dây thừng nói. Nhưng anh đã nghe ông thầy nói, phải chấp nhận mọi thứ Thiên Chúa gửi tới. Nhưng cùi thì không do Thiên Chúa gửi tới, đó là tội lỗi, nhục dục và truyền nhiễm. Các phụ nữ tiến tới sau lưng. Không phải sau các người nói trên là những người ở cuối công trường, nhưng sau các người ở phía căn nhà, tức là những người các bà gặp đầu tiên. Một trong các bà cúi xuống để nói điều gì với một người xe dây. Anh ta quay lại, ngạc nhiên, hầu như thẫn thờ. Ta thường tới nghe con, hở hang như vậy, chúng tôi chỉ còn thiếu có bệnh cùi trong nhà tôi, với tất cả đàn con của tôi. Người chủ đám xe dây nói trong khi ông dừng chiếc trục quay và bước đi. Các bạn ông theo sau. Simon ơi, người đàn bà này muốn cái gì đó. Nhưng bà ta nói tiếng ngoại quốc. Anh nghe tiếng coi. Anh đã từng là thủy thủ. Người đàn ông đã nghe người đàn bà nói. Bà muốn gì? Người bán dây hỏi vẻ cục cằn, trong khi cố nhìn bà ta qua tấm von tối màu phủ kín mặt. Bằng một tiếng Hy Lạp toàn vẹn, người đàn bà trả lời. Vị vua Israel, ông thầy. À, tôi hiểu, nhưng các bà có cùi không?
Không. Ai chứng minh cho tôi? Chính người. Hãy hỏi người điều đó. Người đàn ông ngập ngừng, rồi ông nói. Được, tôi sẽ làm một hành động của đức tin, và Thiên Chúa sẽ bảo vệ tôi. Tôi đi gọi người, các bà hãy đứng lại đây. Các phụ nữ, bốn bà, không nhúc nhích, một nhóm màu xám lạ, câm lặng. Các người xe dây đứng túm lại, ở cách xa mấy bước, nhìn với vẻ e dè. Người đàn ông vào cửa hàng, ông đụng vào Giê-xu đang ngủ. Thầy ơi, ra ngoài coi, người ta đang tìm thầy. Giê-xu tỉnh thức và đứng dậy ngay trong khi hỏi. Ai đó? Còn không biết, mấy bà Hy Lạp trùm kín mít. Các bà nói các bà không cùi, nhưng thầy có thể xác nhận cho con. Thầy ra ngay. Giê-xu nói khi cài xăng đan mà người đã cởi ra, cài cổ áo và thắt lại dây lưng mà người đã cởi ra cho thoải mái khi ngủ. Và người đi ra cùng với người bán dây. Các phụ nữ khởi sự tiến lại để gặp người. Đứng yên đó, tôi đã nói, tôi không muốn các bà bước trên những chỗ các con tôi chơi. Trước hết, tôi muốn người nói là các bà lãng mạn. Các phụ nữ dừng lại. Giê-xu đến với họ. Bà cao nhất, không phải bà đã nói tiếng Hy Lạp, nói nhỏ lời gì. Giê-xu quay lại với người bán thần. Simon ơi, ông có thể yên tâm. Các bà này lành mạnh và thầy muốn nghe các bà cách an tĩnh. Thầy có thể vào nhà không? Không. Bà già nhiều lời và tò mò hơn là con chim ác là. Hãy lại đằng kia, tận đáy đó. Có một phòng nhỏ tại cái kho của Vũng Tàu. Ở đó thầy sẽ yên tĩnh một mình. Chúng ta đi. Giê-xu nói với các bà, và người đi với các bà tới cuối công trường, trong cái nhà kho hôi hám. Người vào một phòng nhỏ giống như một xà lim, nơi để những đồ dùng hư hỏng, rẻ rách, dây gai rối, những con nhện khổng lồ, với mùi đay thối và mùi mốc rất mạnh xông vào cổ họng. Giê-xu rất nghiêm trang và tái mét. Người mỉm cười nhẹ và nói, đây không phải là nơi hấp dẫn cho khứu giác, nhưng thầy không có nơi nào khác. Chúng con không nhìn vào nơi chốn, bởi vì chúng con nhìn vào vì đang ở nơi đó bây giờ. Hortina trả lời trong khi dỡ von và cởi áo khoác ra. Các bà khác là Lydia, Valeria và người nô lệ được giải phóng Abula, Domitila cũng bắt chước. Bởi vậy thầy kết luận rằng các con vẫn còn tin thầy là người công chính. Con hơn là một người công chính. Và Claudia sai chúng con đi chính bởi vì bà tin thầy còn hơn là một người công chính. Và bà không kể đến những lời bà đã nghe. Nhưng bà muốn là thầy xác nhận để tăng gấp đôi sự tôn kính mà bà mang đến cho thầy. Hay là lấy nó đi khỏi thầy nếu thầy giống như vào ngày họ đã muốn làm cho thầy thấy. Nhưng hãy bảo đảm với bà rằng thầy không nhắm đích loài người. Loài người là cái gì? Thịt và máu. Không, những cái đó vật chất không vững bền. Thầy để lại cho các chế độ quân chủ không vững bền, cho các đế quốc hay thay đổi. Thầy chỉ muốn quy tụ dưới vương trượng của thầy những linh hồn loài người, những linh hồn bất tử trong một vương quốc bất tử. Thầy loại trừ khỏi ý muốn của thầy tất cả mọi ý nghĩa khác với ý nghĩa này, dù nó đến từ đâu. Và thầy xin các con tin và nói với người đã sai các con rằng sự thật chỉ có một lời duy nhất. Tông đồ của thầy đã nói với biết bao là quả quyết. Đó là đứa trẻ bị kích thích phải chấp nhận ông ta như ông ta là. Nhưng ông ta làm thiệt hại cho thầy. Hãy khiển trách ông ta, đuổi ông ta đi. Vậy thì lòng thương xót của thầy ở đâu? Ông ta làm như vậy bởi một tình yêu lầm lạc. Vậy lẽ nào thầy không thương xót? Và nếu thầy đuổi ông ta đi thì cũng đâu thay đổi được gì. Ông ta sẽ làm điều xấu gấp đôi nữa cho ông ta và cho thầy. Vậy là ông ta giống như một hòn sỏi ở trong giày dưới bàn chân thầy. Đối với thầy, ông ta là một kẻ khốn nạn cần cứu chuộc. Hortina quỳ phập xuống
giơ tay lên và nói: Vâng, thầy thật sự lớn hơn mọi người khác. Thật dễ dàng để tin là thầy thánh khi người ta cảm thấy trái tim thầy trong các lời của thầy. Thật dễ dàng để yêu thầy và theo thầy vì tình bác ái của thầy còn lớn hơn sự thông cảm của thầy. Không phải lớn hơn mà là dễ hiểu hơn đối với các con, những người có sự thông hiểu bị trói buộc bởi quá nhiều sai lầm mà lại không đủ quảng đại cởi bỏ tất cả để đón nhận cái đúng. Thầy có lý, thầy thần linh cũng như khôn ngoan. Sự khôn ngoan là một hình thức của sự thánh thiện, nó luôn luôn cho ánh sáng để phán đoán, dù là về những biến cố quá khứ hay hiện tại, cũng như sự loan báo về những biến cố tương lai. Bởi vậy các tiên tri của quý vị đó là những vị thánh, nên Thiên Chúa hiệp thông với họ cách sung mãn. Có phải họ thánh bởi vì họ thuộc về Israel không? Họ thánh bởi vì họ thuộc về Israel và bởi vì hành động của họ công chính. Không phải toàn thể Israel đều là thánh, dù tất cả đều là Israel. Không phải may mắn thuộc về một dân hay một tôn giáo mà người ta thành thánh. Hai yếu tố này có thể giúp ích rất nhiều để được điều đó, nhưng nó không phải là yếu tố tuyệt đối của sự thánh thiện. Vậy yếu tố chính là gì? Ý muốn của con người, ý muốn dẫn các hành động của con người tới sự thánh thiện nếu nó tốt, tới sự đồi trụy nếu nó xấu. Vậy là không được nói rằng không có người công chính ở giữa chúng con. Không nói được như vậy, trái lại chắc chắn có những người công chính trong số tiền bối của các con, và chắc chắn cũng có trong số những người đang sống. Bởi vì sẽ quá kinh khủng nếu cả thế giới dân ngoại thuộc về ma quỷ. Những người trong các con mà cảm thấy bị lôi kéo về điều thiện, về chân lý, ghê tởm thói xấu, chạy trốn các hành động xấu như cái làm hạ thấp nhân phẩm. Các con hãy tin là họ ở trên đường công chính. Vậy Claudia? Đúng, và các con hãy kiên trì. Nhưng nếu người ta chết trước khi trở lại với thầy, có ích lợi gì vì đã sống nhân đức? Thiên Chúa công bằng trong sự phán xét của người, nhưng tại sao lại ngập ngừng đến với Thiên Chúa thật? Ba bà cúi đầu, một lúc im lặng, rồi tới cái lời thú nhận lớn. Cái sẽ cho những giải thích về bao độc ác và chống cự của Roma đối với Kitô giáo. Bởi vì làm như vậy, người ta sẽ coi như quảng bội quê hương. Trái lại, các con sẽ phục vụ quê hương bằng cách làm cho nó mạnh mẽ hơn về luân lý và tinh thần bởi sự chiếm hữu Thiên Chúa và được sự che chở của người, cộng thêm vào với quân đội và của cải của nó. Roma, kinh thành của thế giới, kinh thành của tôn giáo phổ quát. Hãy đi đi. Một im lặng. Rồi Lydia nói trong khi mặt bà đỏ như lửa. Thưa thầy, mới đây chúng con đã tìm thầy trong các trại của Vercille, của xứ chúng con. Bởi vì đối với chúng con, lời tiên tri của các kẻ không biết gì về đức tin của Israel thì có giá trị hơn các tiên tri của quý vị. Nơi tiên tri của Israel, người ta cảm thấy ảnh hưởng của lòng tin từ bao ngàn năm. Chúng con đã thảo luận với nhau trong khi đối chiếu với những người ở mọi thời, trong mọi dân tộc và mọi tôn giáo, để tìm những kẻ đã linh cảm thấy thầy. Nhưng không ai linh cảm thấy thầy cả. Ngay cả Vercille của chúng con cũng không. Bữa đó chúng con đã thảo luận quá chừng, ngay cả với Diomede, người nô lệ Hy Lạp được giải phóng, nhà chiêm tinh rất thân thiết với Claudia. Ông ta cho rằng chuyện này xảy ra vì thời gian gần đây, các thiên thể đã nói rằng bằng sự giao hội của chúng, dựa vào luận thuyết của ông đưa ra sự kiện ba nhà chiêm tinh của ba nước phương Đông đến thờ thầy lúc còn thơ, đã tạo ra cuộc tàn sát khiến Roma rùng rợn. Nhưng chúng con chưa chịu phục
Bởi vì trong hơn 50 năm nay, không một nhà thông thái hoàn cầu nào nói về thầy trong khi nhắc đến các thiên thể đó nữa. Mặc dầu chúng còn gần gũi với sự biểu lộ hiện nay của thầy, Claudia đã thét lớn, chúng ta phải có ông thầy, người nói những lời của chân lý, và chúng ta sẽ biết nơi cũng như số phận của thi hào vĩ đại nhất của chúng ta. Thầy có muốn cho chúng con, cho Claudia một món quà để chứng tỏ rằng bà đã không làm thầy ghê tởm vì đã nghi ngờ thầy không? Thầy hiểu cái phản ứng Roma của bà, và thầy không giữ lòng giận ghét gì với bà. Hãy chắc chắn điều đó và hãy nghe. Virgile đâu phải chỉ là một thi sĩ lớn mà thôi đâu, phải không? Ồ, không. Ông vĩ đại như một người nữa. Ở giữa một xã hội hư hỏng và dâm đãng, ông là ánh sáng trong sạch siêu nhiên. Không ai có thể nói là đã thấy ông dâm dật, ham thích hành lạc và hư hốt. Các bản viết của ông đều trong trắng, và tâm hồn ông càng trong trắng hơn. Tới nỗi tại những nơi ông đã cư ngụ nhiều nhất, người ta đã gọi ông là cô gái trẻ. Những kẻ trụy lạc thì gọi vậy khi khinh bỉ, nhưng người tốt thì vì kính trọng. Vậy trong linh hồn thanh sạch của một người trong sáng, Thiên Chúa không thể phản chiếu sao, cho dù linh hồn này là dân ngoại? Người nhân đức đã chẳng yêu các nhân đức cách toàn vẹn sao? Vậy nếu ông được ban tình yêu và nhìn thấy sự thật nhờ vẻ đẹp tinh rồng của thần trí ông lại không thể có một ánh sáng tiên tri sao? Sự tiên tri đâu có là gì khác ngoài sự thật tiết lộ cho kẻ đáng được biết sự thật để thưởng công cho họ và thúc đẩy họ tiến tới nhân đức luôn luôn lớn hơn. Vậy là thực sự ông ta đã nói lên tiên tri về thầy à? Thần trí ông cháy lửa trong sạch và tài năng vươn lên tới chỗ hiểu biết một trang có liên quan tới thầy. Người ta có thể gọi ông là thi hào dân ngoại và công chính, một thần trí tiên tri, một tiền Kitô hữu với các nhân đức được thưởng. Ôi, Virgile của chúng con, ông sẽ được trọng thưởng. Thầy đã nói Thiên Chúa công bằng, nhưng các con đừng bắt chước thi sĩ bằng cách dừng lại ở giới hạn của ông. Hãy tiến lên, bởi vì chân lý đã tỏ mình ra cho các con bằng trực giác, không phải chỉ là một phần mà là toàn vẹn. Và chân lý đã nói với các con. Cảm ơn thầy, chúng con về. Gloria bảo chúng con hỏi thầy xem bà có thể ích lợi gì cho thầy trong các vấn đề luân lý không? Cortina nói, không nói tới nhận xét trên của Giê-xu nữa. Và bà đã bảo các con nói điều đó với thầy nếu thầy không phải là kẻ chiếm ngôi. Ôi, thầy, làm sao thầy biết vậy? Thầy còn hơn là Virgile và các tiên tri. Đúng vậy, hoàn toàn đúng. Chúng con có thể phục vụ thầy không? Đối với thầy chỉ cần đức tin và tình yêu. Nhưng có một tạo vật đang ở trong một nguy hiểm lớn lao mà linh hồn nó sẽ bị giết chiều nay. Claudia có thể cứu nó. Ở đây? Ai vậy? Một linh hồn bị giết? Một người trong đám quý tộc của các con thiết một bữa tiệc và... À, vâng. Ambius Cassius, chồng con cũng được mời. Lydia nói. Cả chồng con nữa. Và cả chúng con nữa. Thật vậy. Nhưng bởi vì Claudia không tới, chúng con cũng sẽ không tới. Trong trường hợp nếu chúng con tới, chúng con sẽ quyết định rút lui ngay sau bữa ăn. Vì bữa ăn tối sẽ kết thúc bằng các cuộc hành lạc mà chúng con không thể chịu nổi nữa. Và với sự khinh bỉ của các người vợ bị lơ là, chúng con để các ông chồng của chúng con ở lại đó. Portina nói. Không phải khinh bỉ mà là thương xót cho cái luân lý khốn cùng của họ. Giê-xu sửa sai. Thưa thầy, thật là khó. Chúng con biết những gì sẽ xảy ra ở đó. Thầy cũng vậy, thầy thấu suốt hết những điều diễn ra trong các con tim, nhưng thầy tha thứ.
thầy thì thầy thánh. Các con phải trở nên thánh, thầy ước ao điều đó, và ý chí của các con kích thích các con. Thầy. Đúng, bây giờ các con đã biết một tí khôn ngoan, các con có thể nói được rằng các con sung sướng cũng giống như trước khi biết thầy. Sung sướng bằng một cái hạnh phúc tội nghiệp bị làm nhục, dâm ô của dân ngoại, không biết rằng mình còn hơn là xác thịt không? Thưa thầy, không. Chúng con thú nhận điều đó. Chúng con đã không thỏa mãn. Chúng con lo lắng như người đi tìm một kho báu mà không tìm thấy. Và nó đang ở ngay trước mặt các con. Điều làm cho các con lo lắng chính là khát vọng của tâm hồn các con. Nó muốn tới ánh sáng. Nó đau khổ vì sự chậm trễ của các con. Mãi các con không cho nó điều nó xin. Một im lặng. Rồi Fortina lại nói, không tiếp tục đề tài trên nữa. Vậy Gloria có thể làm gì? Cứu tạo vật đó, một đứa trẻ bị mua cho sự hưởng thụ của một người Roma, một trinh nữ mà ngày mai sẽ không còn là vậy nữa. Nếu ông ta đã mua nó, thì nó thuộc về ông ta. Đó không phải là một đồ dùng, ở bên trong vật chất có một linh hồn. Thưa thầy, luật của chúng con... Các bà ơi, luật của Thiên Chúa. Gloria không tới trong buổi lễ. Thầy không bảo bà ấy tới đó. Thầy bảo các con hãy nói với bà. Ông thầy, để có sự chắc chắn là Gloria không kết án người, yêu cầu bà giúp cho linh hồn ngây thơ này. Chúng con sẽ nói, nhưng bà chẳng có thể làm gì được. Nô lệ đã mua một vật mà người ta được sử dụng. Kitô giáo dạy rằng người nô lệ cũng có một linh hồn giống như linh hồn của Cesare, và phần đông là tốt hơn. Linh hồn này thuộc về Thiên Chúa, và kẻ làm hư hỏng nó sẽ bị nguyền rủa. Giê-xu nói, các bà cảm thấy uy quyền và sự nghiêm khắc trong đó, nên cúi mình, không phản kháng. Các bà mặc lại áo khoác, đội voan lên và nói, chúng con sẽ tường trình việc này. Chào thầy. Chào các con. Các bà đi ra cái quảng trường vẫn nóng nực. Nhưng Fortina quay lại nói, đối với mọi người, chúng con là các bà Hy Lạp. Đồng ý không? Đồng ý, hãy đi bình an. Giê-xu ở lại dưới dãy hành lang thấp, còn các bà làm lại con đường các bà đã đi để đến. Các người làm dây trở lại với công việc của họ. Giê-xu nhận nha trở về nhà hàng. Người trầm ngâm, người không nằm nữa, người ngồi trên đống dây cuốn tròn, người cầu nguyện tha thiết. 11 ông vẫn tiếp tục ngủ nặng nề. Thời giờ qua đi như vậy, khoảng 1 tiếng đồng hồ, rồi người bán dây ló đầu vào, làm hiệu bảo Giê-xu ra cửa. Đó là một người nô lệ, hắn hỏi thầy. Người nô lệ, một người phi châu, đứng ở ngoài quảng trường còn nắng. Ông cúi nhìn, không nói gì. Ông trao cho người một tấm bàn trắng xác. Giê-xu đọc rồi nói với ông. Ông sẽ nói rằng thầy chờ tới rạng đông, ông hiểu không? Người đàn ông gật đầu ưng thuận. Rồi để cho hiểu tại sao ông không nói. Ông há miệng, để cho thấy là lưỡi ông bị cắt. Tội nghiệp. Giê-xu nói trong khi vuốt về ông. Người nô lệ, có 2 giọt nước mắt chảy trên đôi má đen. Ông cầm bàn tay trắng của Giê-xu trong đôi bàn tay đen thô kệch xấu xí của ông. Ông đem lên mặt, hôn, rồi đè trên ngực ông. Rồi ông gục xuống đất, cầm bàn chân của Giê-xu và đè lên đầu ông. Tất cả một ngôn ngữ bằng cử chỉ để nói lên sự biết ơn của ông, vì cử chỉ tình yêu đầy xót thương. Giê-xu nhắc lại, tội nghiệp. Nhưng người không chữa ông. Người nô lệ đứng dậy và xin lại tấm bàn tráng xác. Claudia không muốn để lại dấu vết của các liên lạc thư từ của bà. Giê-xu mỉm cười trả lại tấm bàn. Người nô lệ đi, Giê-xu lại bên người bán dây. Thầy phải ở lại tới rạng đông, ông có cho phép thầy không? Tất cả những gì thầy muốn, con chỉ tiếc vì nghèo.
thầy rất vui vì con thật thà. Các bà đó là ai vậy? Những người ngoại quốc cần các lời khuyên. Lành lặn chứ? Giống như con và thầy. Ồ, kìa, các tông đồ của thầy. Quả vậy, nhóm 11 dụi mắt, vươn vai, còn ngái ngủ, nhưng họ ra khỏi cửa hàng để đến với thầy. Thưa thầy, phải ăn tối nếu thầy muốn lên đường tối nay. Phêrô nói. Không, thầy chỉ đi vào bình minh. Tại sao vậy? Bởi vì người ta xin thầy làm như vậy. Nhưng tại sao? Ai? Tốt hơn là đi bộ về đêm. Bây giờ là tuần trăng mới. Thầy hy vọng cứu một tạo vật, và điều đó còn sáng hơn là mặt trăng, và mát mẻ đối với thầy hơn sự tươi mát ban đêm. Phêrô lôi người ra chỗ riêng biệt. Có chuyện gì vậy? Thầy đã gặp các bà Roma. Thái độ của họ thế nào? Có phải các bà muốn theo đạo không? Nói cho con đi. Giê-xu mỉm cười. Hỡi người quá tò mò, nếu con để cho thầy trả lời thì thầy đã nói cho con rồi. Thầy đã gặp các bà Roma, các bà chỉ đi từ từ lại với chân lý, nhưng các bà không đi ngược lại đằng sau, như vậy đã là nhiều lắm rồi. Và về những điều Giuđa đã nói, nó là thế nào? Các bà tiếp tục tôn kính thầy như nhà hiền triết. Nhưng đối với Giuđa, ông ta không là nguyên nhân. Các bà đến tìm thầy chứ không tìm ông ta. Nhưng tại sao ông ta lại sợ gặp các bà? Tại sao ông ta không muốn cho thầy đi Cesare? Simon, đây đâu phải lần đầu tiên Giuđa lên cơn chướng kỳ lạ đâu. Đúng vậy. Và đêm nay họ sẽ đến. Các bà Roma đó. Các bà đã đến rồi. Vậy tại sao đợi tới rạng đông? Và tại sao con quá tò mò như vậy? Thầy ơi, thương con, nói hết cho con đi. Ờ, để con khỏi nghi ngờ, con cũng đã nghe các lời đàm thoại của ba ông Roma đó. Vâng, các đồ dơ bẩn, mắc dịch, ma quỷ. Nhưng chuyện đó mắc mớ gì tới chúng ta? À, con hiểu. Các bà Roma đi ăn tiệc, rồi các bà ghé để xin lỗi vì đã sợ hão huyền như vậy. Con ngạc nhiên là sao thầy lại nhận lời. Thầy ngạc nhiên vì con xét đoán táo bạo. Xin thầy tha cho con. Ờ, nhưng hãy biết rằng các bà Roma không đến bữa tiệc tối, và thầy đã xin Claudia can thiệp để cứu đứa bé gái đó. Ôi, nhưng Claudia chẳng làm gì được. Một đứa bé gái đã bị mua bởi người Roma, thì hắn ta có toàn quyền trên nó. Nhưng Claudia rất có uy đối với người Roma, và bà đã sai người xin thầy chờ tới rạng đông hãy đi, không còn gì khác nữa. Con đã bằng lòng chưa? Thưa thầy rồi, nhưng trong khi chờ đợi thì thầy nghỉ ngơi. Bây giờ lại đây đi, thầy quá mệt rồi. Con sẽ canh chừng để người ta để cho thầy yên. Lại đây, lại đây. Và tới sự chuyên chế yêu thương. Ông lôi người, đẩy người, bỏ buộc người nằm xuống. Thời giờ qua đi, hoàng hôn xuống. Công việc ngừng, các trẻ em la hét mạnh hơn trong đường phố và ở công trường nhỏ. Chim én lượn trên trời, rồi bóng tối đầu tiên tới. Các chim én bay về tổ, các trẻ em vào giường. Các tiếng động chấm dứt, thứ nọ sau thứ kia, cho tới khi chỉ còn tiếng vố nhẹ lộc độc của nước dọc theo con kinh và tiếng rào rào của sóng trên bãi biển. Các căn nhà đóng cửa, nhà của những người mệt mỏi, và ánh sáng tắt ở bên trong. Sự nghỉ ngơi tới khép mọi con mắt lại, làm cho con người thành mù và câm. Tận xa, vầng trăng nhô lên, chiếu những tia sáng bạc cao quý của nó cho tới cả cái mặt gương của miền Vũng Tàu dơ bẩn mà bây giờ cũng tựa như một tấm bạc. Các tông đồ lại nghỉ trên các tống đai. Giê-xu ngồi trên một trong các máy quay sợi đã ngừng. Đôi tay ôm ngực
cầu nguyện, suy nghĩ, chờ đợi. Người không rời mắt khỏi con đường dẫn về thành phố. Vầng trăng không ngừng lên cao trong bầu trời. Nó đã ở trên đầu người. Tiếng động của biển mặn hơn và sóng biển tỏa ra mùi mặn hơn. Các khối chóp của các tia sáng trăng trải ra rộng hơn, bao trùm tất cả các gương nước ở trước mặt Giê-xu, và các tia của nó biến mất càng lúc càng xa. Tựa như đó là một con đường sáng từ biên giới vũ trụ chạy đến với Giê-xu, rồi lên con kênh để kết thúc trong vũng tàu. Trên con đường này có một con thuyền đang tiến, nhỏ bé, trắng toát. Nó tiến, tiến, không để lại dấu vết sự đi qua của nó trên con đường lòng, được tái lập ngay sau khi nó đi qua. Nó đi vào con kênh. Đây, nó đã ở trong cái vũng tàu yên tĩnh. Nó cập bờ và dừng lại. Bà bóng đen lên bờ, một người đàn ông vạm vỡ, một người đàn bà, và ở giữa họ là một bóng nhỏ gầy. Họ đi về phía nhà người bán dây. Giê-xu ra gặp họ. Bình an cho quý vị tìm ai? Thưa, tìm thầy. Lydia nói trong khi bà lộ mặt ra và tiến lên một mình, rồi bà tiếp. Claudia đã phục vụ thầy, vì đó là điều chính đáng và luân lý. Đứa bé đây, trong ít lâu nữa, Valeria sẽ nhận nó làm người giữ con bé Fortina. Nhưng trong khi chờ đợi, bà xin thầy giữ nó hay ký thác nó cho mẹ thầy, hay mẹ của các anh họ thầy. Nó hoàn toàn vô đạo hơn là dân ngoại. Ông chủ nó nuôi nó và để vào trong nó một số không tuyệt đối. Nó không biết Olympia hay điều gì khác. Nó chỉ có một sự sợ hãi đàn ông hầu phát điên. Vì từ mấy giờ qua, đời sống đã bộc lộ tất cả vẻ tàn bạo cho nó. Ôi lời buồn thay, quá trễ à? Không, một cách thực chất. Nhưng ông ta đã sửa soạn nó cho... Ta hãy gọi nó là sự bất kính của ông ta. Đứa bé sợ hãi. Claudia phải ngồi kề với nó ở bên cạnh tên dâm đãng này, luôn luôn chờ cơ hội để hành động khi rượu đã làm cho hắn ta không thể suy nghĩ được nữa. Khỏi cần phải nhắc với thầy là đàn ông luôn luôn dâm dật trong tình yêu nhục dục của họ. Nhưng nó lên tới cực độ khi họ say. Lúc đó họ là một đồ chơi mà một kẻ mặn có thể ép buộc và chiếm đoạt kho báu của họ. Claudia đã lợi dụng điều này. Ennius ước ao trở về Ý, nơi ông ta bị đẩy đi xa vì bị thất sủng. Claudia đã hứa cho ông ta về để đổi lấy đứa bé này. Ennius đã cắm mồi, nhưng ngày mai, khi ông ta hết say, ông ta sẽ phản động. Ông ta sẽ tìm nó, sẽ gây ồn ào. Thực tình là Claudia đã tìm được phương thế để bịt miệng ông. Võ lực à? Ôi, dùng võ lực cho một mục đích tốt là vô ích. Bà không dùng nó, chỉ có điều là Philato bây giờ còn đang u mê vì số lượng rượu ông ta đã uống chiều nay. Ông sắp ký lệnh cho Ennius đi phúc trình với Roma. Và Ennius sẽ đi ngay sau chuyến tàu quân đội đầu tiên. Nhưng trong khi chờ đợi, cần phải để con bé ở chỗ khác. Sợ rằng Philato sẽ hối hận và hủy bỏ lệnh của ông, vì ông ta rất hay thay đổi. Cũng tốt là để cho con bé quên đi những thứ dơ bẩn của con người đi, nếu có thể. Ôi, thưa thầy, chính vì chuyện này nên chúng con mới đến
trong bữa tiệc tối. Chứ làm sao chúng con có thể đến trong những cuộc hành lạc như vậy mà không buồn nôn từ mấy tháng nay rồi? Khi chúng con đã đạt mục đích là chúng con truyền lập tức. Ở đó, các ông chồng của chúng con còn đua chăn với những con thú. Thầy ơi, thật buồn nôn mửa. Rồi sau đó, chúng con lại phải nhận lại họ sau những... Hãy chịu khó và kiên nhẫn. Chính bằng gương sáng các con sẽ làm cho chồng các con nên tốt hơn. Ôi, không thể được. Con không biết. Người đàn bà khóc vì giận hờn hơn là đau đớn. Giê-xu thở dài. Rồi Lydia tiếp. Claudia bảo với con nói với thầy rằng bà làm điều này để chứng tỏ cho thầy rằng bà tôn kính thầy như một người duy nhất đáng được tôn kính. Và bà muốn con nói với thầy rằng bà đội ơn thầy vì đã dạy cho bà biết giá trị của một linh hồn và sự trong sạch. Thầy có muốn coi đứa bé không? Có, còn người đàn ông này là ai? Đó là tên Phi Châu mà Claudia sử dụng trong những việc bí mật nhất. Sẽ không có nguy hiểm bị tố giác, nó không có lưỡi. Giê-xu nhắc lại giống như buổi chiều. Tội nghiệp. Nhưng bây giờ cũng vậy, người không làm phép lạ. Lydia tới cầm tay đứa bé và lôi nó lại với Giê-xu. Có thể nói như vậy, bà cắt nghĩa. Nó biết được bài từ Latin và ít hơn về ngôn ngữ của người Do Thái. Một con vật hoang nhỏ chỉ là đồ chơi của dục vọng. Và bà nói với con bé, đừng sợ, hãy cảm ơn người. Chính người đã cứu con. Hãy quỳ xuống để hôn chân người. Nào, đừng run. Xin lỗi thầy, nó còn khiếp sợ vì cái mơn trớn sau cùng của Elias say khướt. Con bé tội nghiệp. Giê-xu nói khi để tay trên đầu trùm khăn của con bé. Đừng sợ, thầy sẽ dẫn con về nhà mẹ thầy để ở với mẹ một thời gian, con hiểu không? Và con sẽ có ở chung quanh con toàn những anh em tốt. Con ơi, đừng sợ. Có cái gì ở trong tiếng nói và cái nhìn của Giê-xu? Có tất cả sự bình an, bảo đảm, trong sạch, tình yêu thánh. Đứa bé cảm thấy thế. Nó lật áo khoác cùng với mũ che đầu ra đằng sau để nhìn cho rõ. Và cái hình dáng mạnh dẻ của một cô gái vừa chạm ngưỡng cửa tuổi dậy thì, hầu như còn là trẻ con. Với vẻ đẹp non nớt của thiếu nhi và dáng vẻ thơ ngây của cô bé, lộ ra dưới bộ đồ quá lớn đối với cô. Nó đã nửa ở trần. Con để y phục trong giỏ và con mặc cho nó cái áo con rờ thấy trước tiên. Lydia cắt nghĩa. Một đứa trẻ. Giê-xu nói vẻ rất thương hại. Người cầm tay nó và hỏi, con có muốn đi với ta mà không sợ gì không? Thưa ông chủ, có. Không, không phải ông chủ. Hãy gọi ta là thầy. Thưa thầy, có. Đứa bé nói cách quả quyết với nụ cười e lệ, thay thế cho vẻ sợ sệt trên khuôn mặt rất trắng của nó. Con có thể đi đường trường không? Thưa thầy, có. Sau đó con sẽ nghỉ ngơi ở nhà mẹ thầy trong nhà thầy, trong khi chờ Faustina, một đứa trẻ mà con sẽ rất yêu. Con có thích vậy không? Ôi, có. Và đứa bé tin tưởng ngước đôi mắt xám xanh rất đẹp ở giữa hai hàng mi vàng của nó lên và hỏi. Không còn ông chủ đó nữa à? Và một nét sợ lại làm băn khoăn cái nhìn của nó. Không bao giờ nữa. Giê-xu hứa với nó và lại đặt tay trên đầu tóc dày màu vàng mật ong của đứa bé. Chào thầy, trong ít ngày nữa chúng con cũng sẽ ở trên hồ. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau. Xin thầy cầu nguyện cho các phụ nữ Roma tội nghiệp. Chào Lydia,
hãy nói với Claudia rằng đây là những cuộc chinh phục mà thầy cầu mong, chứ không có điều gì khác. Đi con, chúng ta khởi hành ngay lập tức. Và cầm tay đứa bé, người xuất hiện trước cửa gian hàng để gọi các tông đồ, trong khi chiếc xuồng lại trở ra bể, không để lại dấu vết gì về việc nó tới. Giê-xu, các tông đồ và đứa bé chùm vào áo khoác. Nó đi ở giữa đám, vào các con đường miền duyên hải, hướng về miền quê. Xin nâng đỡ con.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Chương 118. Tôn giáo là tình yêu và sự ước mong đến với đấng mà chúng ta tin. Mùa hè đến thật sớm và thời gian trôi rất mau từ lúc trăng lặn tới lúc có những tia đầu tiên của rạng đông. Họ cũng đã nhấn bước rất mau và khoảng thời gian tối nhất về đêm hãy còn bao phủ họ tại ngoại ô thành phố Resare. Và một cành cây đốt lên không đủ ánh sáng nên họ phải ngừng lại một lát vì đứa bé ít quen đi bộ ban đêm và thường vấp vào các viên đá chìm một nửa trong bụi đất. Tốt hơn là nghỉ một lát, con bé không thấy đường và nó mệt. Giê-xu nói, không, không, con có thể. Hãy đi xa, xa, ông ta có thể tới. Qua lối này là chúng con đến căn nhà đó. Con bé nói, trong khi răng nó đập lóc cóc. Nó pha trộn các từ Latin với Hy Bá để làm thành một câu cho người ta hiểu. Chúng ta đi đằng sau những cây này và sẽ không ai nhìn thấy chúng ta. Đừng sợ. Giê-xu trả lời nó. Đừng sợ. Ông Roma đó lúc này đang say, nằm chết dưới gầm bàn. Bartolomeo nói để bảo đảm cho nó. Vả nữa, con ở với chúng ta. Và chúng ta yêu con nhiều. Chúng ta sẽ không để cho người ta làm khổ con. Ô-hê, chúng ta là 12 người đàn ông lực lưỡng. Phê-rô nói, ông chỉ hơi cao hơn nó, nhưng mặt, trong khi nó mảnh mai. Ông bị trái đen bởi mặt trời, trong khi nó màu trắng. Bông hoa tội nghiệp bị đặt vào bóng tối, để không còn hấp dẫn, không còn quý nữa. Con là đứa em gái nhỏ và các ông anh bảo vệ em gái của họ. Joan nói, con bé, trong ánh sáng sau cùng của cây đốt tắt bất thần, ngước nhìn những người kích lệ nó. Trong mắt màu xám sắc hơi xanh, con mắt trong sáng còn ướt nước mắt mà nó đã đổ ra trong những giờ trước đó. Nó nghi ngờ, nhưng nó phó thác cho họ và băng qua con suối khô sang đường phía bên kia để vào một khu vực tận cùng bằng một vườn cây ăn trái tùm. Họ ngồi trong bóng tối và chờ. Có lẽ các tông đồ ngủ, nhưng một tiếng động nhỏ cũng làm con bé rên. Và khi nó nghe tiếng vó ngựa chạy qua,
vì nó ôm cứng lấy cổ Bartolomeo. Có lẽ là vì ông già hơn, lôi kéo sự tin cậy và tình gia đình của nó. Trong điều kiện như vậy thì không thể ngủ được. Nhưng đừng sợ, khi người ta ở với Giê-xu thì không có điều gì dữ xảy ra được. Bartolomeo nói. Tại sao vậy? Con bé hỏi, trong khi vẫn run và bám lấy cổ vị tông đồ. Bởi vì Giê-xu là Thiên Chúa ở dưới đất, mà Thiên Chúa thì mặn hơn loài người. Thiên Chúa? Thiên Chúa là gì? Con gái tội nghiệp. Nhưng họ đã nuôi con thế nào? Họ không dạy con gì hết sao? Họ dạy giữ da cho trắng, giữ tóc cho bóng, vâng lời chủ, luôn luôn nói vâng. Nhưng con không thể nói vâng với người Roma. Họ xấu và làm con sợ. Sợ suốt ngày, luôn luôn ở đó, ở bể tắm. Và khi mặc áo vào là các con mắt đó, các bàn tay đó. Ôi, và ai không nói vâng là ăn những cây gậy. Người ta sẽ không cho con ăn gậy nữa. Người Roma không còn ở đây, cũng không còn bàn tay họ, chỉ có bình an thôi. Giê-xu trả lời nó. Những người khác bình luận. Sợ thật, giống như các con vật để ra giá. Không hơn gì con vật, còn tệ hơn. Vì con vật, ít nhất người ta còn dạy nó cày, mang in và hàm thiết, vì đó là công việc của nó. Nhưng đứa trẻ này bị ném ở đó, không biết gì cả. Nếu con biết trước thì con đã nhảy xuống biển. Ông ta đã nói, tao sẽ làm cho mày sung sướng. Quả thật, người sẽ làm cho con sung sướng bằng một cách không thể tưởng tượng được. Sung sướng ở trên trái đất và ở trên trời, vì biết Giê-xu chính là hạnh phúc. Giê-lớp nói với nó. Một lúc yên lặng, trong khi mỗi người suy nghĩ về những sợ hãi của thế giới, rồi con bé nói nhỏ với Bartolomeo. Hãy nói cho con, Thiên Chúa là gì? Tại sao người là Thiên Chúa? Bởi vì người đẹp trai và tốt à? Thiên Chúa, làm thế nào để dạy cho con là đứa hoàn toàn trống rỗng về mọi ý tưởng tôn giáo đây? Tôn giáo à? Nghĩa là cái gì? Lại đấng khôn ngoan, trí cao. Tôi giống như người ngục lặn trong cái biển mênh mông. Phải làm sao trước cái vực thẳm này đây? Bartolomeo, điều con thấy là khó thì nó rất đơn giản. Đó là vực thẳm, đúng thế, nhưng nó trống rỗng. Và con có thể đổ đầy sự thật vào đó. Điều tệ hại là khi vực thẳm chứa đầy bùn, thuốc độc, rắn rết. Hãy nói cách đơn sơ như con nói với đứa trẻ, và nó sẽ hiểu con còn hơn là người lớn nữa. Ôi thầy, nhưng thầy không thể làm sao? Thầy có thể, nhưng con bé sẽ nhận những lời của một trong những người giống như nó dễ dàng hơn là các lời Thiên Chúa của thầy. Hơn nữa, trong tương lai, các con sẽ gặp những vực sâu như vậy để đổ đầy thầy vào đó. Các con cũng phải học để làm chứ. Đúng vậy, con sẽ thử. Nghe này con bé, con có nhớ mẹ con không? Chúa ơi, có. Đã 7 mùa xuân hoa nở, con không có bà ở bên cạnh con. Nhưng trước đó, con ở với bà. Tốt, vậy là con nhớ. Con có yêu bà nhiều không? Ôi! Một tiếng nấc đi theo tiếng than đã nói tất cả. Đừng khóc, đứa con tội nghiệp, hãy nghe đây. Tình yêu mà con có với mẹ con. Và với cha, với các em trai. Đứa bé nói, và nức nở. Với gia đình con, tình yêu gia đình. Tư tưởng của con hướng về nó, ước ao trở về với nó. Không bao giờ nữa. Tất cả những thứ đó, người ta có thể gọi là tôn giáo gia đình. Bởi vậy, các tôn giáo, các ý tưởng về tôn giáo, tức là tình yêu, tư tưởng và ước mong
đến nơi có người hay, những người mà chúng ta tin, chúng ta yêu và ước ao. À, vậy ra nếu con tin vào vị Thiên Chúa đó là con có tôn giáo. Thế thì dễ thôi. Tốt lắm, nhưng cái gì dễ? Có một tôn giáo hay tin vào vị Thiên Chúa đó? Điều nọ và điều kia. Vì người ta tin dễ dàng vào vị Thiên Chúa tốt như người. Người Roma, khi họ thề, họ xưng ra nhiều tên. Họ nói, nhân danh nữ thần Venus, nhân danh thần Cupidon. Nhưng chắc đó là các thần không tốt. Vì ông ta, khi xưng danh các thần này ra, ông ta làm những điều không tốt. Con bé đâu có ngu. Về sự về bệnh nhỏ tiếng. Nhưng con chưa thấy Thiên Chúa là gì. Con thấy người, loài người như ông. Đó là một người, và là Thiên Chúa sao? Làm sao người ta hiểu được? Người mạnh hơn tất cả về cái gì? Người không có gương giáo, cũng không có đầy tớ. Thầy ơi, giúp con với. Không, Nathanael, con dạy rất đúng. Thầy nói vậy vì lòng tốt. Dầu sao, chúng ta cũng phải tiến tới. Nghe này con bé, Thiên Chúa không như một người. Người giống như một ánh sáng, một cái nhìn, một âm thanh, nhưng lớn tới nỗi nó làm đầy trời và đất. Và người soi sáng tất cả, thấy tất cả, dạy dỗ tất cả và truyền lệnh tất cả. Cả người Roma à? Vậy đó không phải là một Thiên Chúa tốt? Con sợ. Thiên Chúa tốt và người truyền những mệnh lệnh tốt. Người đã ra lệnh cho con người không được gây chiến tranh, không được bắt làm nô lệ, phải để các trẻ em ở với mẹ chúng, không được làm cho các cô bé sợ. Nhưng con người không luôn luôn tuân lệnh Thiên Chúa. Ông có, nhưng... Ông có. Nhưng nếu người mạnh hơn tất cả, tại sao người không bắt phải vâng lời? Và làm sao người nói được nếu người không phải là một người? Thiên Chúa, ôi thầy ơi! Tiến lên đi Bartolomeo. Con là ông thầy giáo rất khôn ngoan. Con biết cách bộc lộ cách đơn sơ những tư tưởng cao siêu nhất mà con còn sợ à? Con không biết rằng thánh thần ở trên môi những kẻ giảng dạy điều công chính hay sao? Điều này có vẻ quá dễ khi người ta nghe thầy, và hết mọi lời thầy đều ở đây, ở trong này. Nhưng để làm cho nó ra khi người ta phải làm điều thầy làm, thì ôi khốn nạn cho con. Nhưng những con người tội nghiệp, những ông thầy của số không. Nhận biết cái số không của các con, tức là sẵn sàng để thánh linh giáo huấn. Tốt lắm, nghe đây con, Thiên Chúa mạnh mẽ, còn hơn Caesar, hơn tất cả mọi người hợp lại, cùng với các vũ khí và bộ máy chiến tranh của họ. Nhưng người không phải là ông chủ không biết thương, luôn luôn đòi nói vâng. Dưới ngọn roi, Thiên Chúa là người cha. Ba con có yêu con không? Ba con yêu con lắm. Ba đã gọi con là Osea Gaula, bởi vì vàng thì quý giá và Gaula là quê hương của ba con. Ba nói rằng đối với ba, con còn quý hơn vàng mà ba có hồi trước và quê hương. Ba con có cho con ăn roi không? Không bao giờ, cả khi con dữ tợn. Ba chỉ nói, con gái tội nghiệp của ba, và ba khóc. Đó, Thiên Chúa cũng vậy. Người là cha, người yêu chúng ta, và người khóc khi chúng ta xấu. Nhưng người không ép buộc chúng ta vâng lời. Nhưng những kẻ xấu một ngày kia sẽ bị phạt những cực hình ghê gớm. Vậy tốt lắm. Ông chủ đã bắt con đem lên hoàng đảo.
làm con phải xa lìa má con, và ông Roma sẽ đem con tới chỗ cực hình. Sau này con có nhìn thấy ba má con không? Con sẽ thấy họ từ bên cạnh Thiên Chúa nếu con tin ở người và nếu con sống tốt. Và để là tốt thì không được ghét, kể cả người Roma. Không ạ, làm sao được? Cầu nguyện cho ông ta hay... Cầu nguyện là cái gì? Là nói với Thiên Chúa điều chúng ta muốn. Nhưng con muốn các ông chủ phải chết khốn nạn. Con bé nói với sự hung hăng điên dại. Không, con không được vậy. Giê-xu không yêu con nếu con nói như vậy. Tại sao? Bởi vì chúng ta không được ghét kẻ làm khổ chúng ta. Nhưng con không thể yêu họ. Lúc này thì hãy quên họ đi, hãy cố quên họ đi. Nhưng rồi khi con được giáo huấn hơn về Thiên Chúa, con sẽ cầu nguyện cho họ. Vậy chúng ta đã nói rằng Thiên Chúa mạnh mẽ, nhưng người để cho con cái người được tự do. Con là con gái Thiên Chúa à? Con có hai người cha sao? Người có bao nhiêu đứa con? Hết mọi người đều là con Thiên Chúa, bởi vì chính người đã tạo ra họ. Con thấy các ngôi sao trên trời không? Chính người đã làm ra. Và các cây cối, người đã làm ra. Và trái đất mà chúng ta đang ngồi, con chim này đang hót, và biển cả bao la, người đã làm tất cả. Và mọi con người, và con người là con của người hơn tất cả mọi loài khác, vì họ là con người, bởi cái mà ta gọi là linh hồn, là cái ánh sáng, âm thanh, cái nhìn không lớn như của Thiên Chúa để làm đầy vũ trụ, nhưng nó đẹp và không bao giờ chết, cũng như chính người không chết. Linh hồn ở đâu? Con có nó không? Có, ở trong quả tim của con. Chính nó làm cho con hiểu rằng người Roma đó xấu, và chắc chắn là nó không làm cho con ước ao trở nên giống như ông ta, phải không? Vâng. Con bé suy nghĩ sao tiếng vâng không chắc chắn, rồi nó nói quả quyết. Đúng, giống như một tiếng nói ở bên trong và một nhu cầu cần sự cứu giúp, và với một tiếng nói khác ở bên trong, nhưng đó là tiếng của con gọi má con, vì con không biết rằng có một Thiên Chúa, rằng có Giê-xu. Nếu con đã biết người, thì con đã gọi người bằng cái tiếng nói mà con có ở bên trong này. Con ơi, con đã rất hiểu, và con sẽ lớn lên trong ánh sáng. Thầy nói điều đó cho con. Hãy tin ở Thiên Chúa thật. Hãy nghe tiếng nói của linh hồn con. Nó chưa có được sự khôn ngoan, nhưng nó cũng không có ý muốn xấu, và con sẽ được Thiên Chúa làm cha. Trong cái chết, sự đi qua từ đất lên trời của những kẻ tin ở Thiên Chúa và sống tốt, con sẽ được một chỗ trên trời, ở bên Thiên Chúa của con. Giê-xu nói, khi để một bàn tay trên đầu con bé, nó thay đổi vị trí, quỳ lên và nói, ở bên Thầy, thật tốt đẹp được ở với Thầy. Giê-xu, xin đừng rời xa con. Bây giờ con biết Thầy là ai và con quỳ phục. Ở Cesare, con đã sợ hãi để làm. Lúc đó, Thầy đối với con như một người. Bây giờ con biết Thầy là Thiên Chúa giấu ẩn trong một người. Và Thầy là Cha, là Đấng bảo vệ con. Và vị cứu tinh nữa, Aurelia Gala. Và vị cứu tinh, Thầy đã cứu con. Thầy sẽ còn cứu con hơn nữa, con sẽ có một cái tên mới. Thầy sẽ bỏ cái tên mà ba con đã cho con sao? Ông chủ ở trên đảo gọi con là Aura Quintilia, bởi vì ông phân chia chúng con theo màu và theo số. Và con là đứa tóc vàng thứ năm. Nhưng tại sao thầy không để cho con cái tên ba con đã cho con? Thầy không hủy bỏ nó của con.
nhưng con sẽ mang thêm vào tên cũ một tên mới vĩnh cửu. Tên nào? Christian, bởi vì Đức Kitô Christ đã cứu con. Nhưng kìa, trời sáng rồi, chúng ta đi thôi. Con thấy không Nathanael, thật dễ dàng để nói về Thiên Chúa với những vực thẳm trống rỗng. Con đã nói rất hay, đứa bé sẽ được đào tạo mau chóng trong chân lý. Con hãy chạy lên phía trước với các anh thầy đi, Aurea. Đứa bé vâng lời, nhưng nó sợ. Nó thích ở bên cạnh Bartolomeo. Ông hiểu và hứa với nó. Ông cũng sẽ đến ngay, hãy vâng lời. Ông ở lại bên Giêsu với Phêrô, Simon và Matthew. Ông nhận xét. Đáng tiếc là Valeria lại giữ nó. Nó sẽ mãi mãi là dân ngoại. Thầy không giao nó cho Lazaro. Con đi qua nữa thầy. Matthew đề nghị. Và Elise. Phêrô nói. Và Ginny, bà là bạn của Valeria, và Valeria sẽ sẵn sàng nhường nó cho bà. Nó sẽ ở trong một gia đình tốt. Zelov nói. Giêsu suy nghĩ và nín lặng. Thầy suy nghĩ điều đó đi. Con đi lên với con bé, kẻo nó cứ ngoái cổ lại nhìn hoài. Nó tín nhiệm con. Có lẽ vì con già, con có thể giữ nó thêm một đứa con gái nữa. Nhưng nó không phải Israel. Rồi ông bỏ đi. Ông Nathanael tốt, nhưng quá Israel. Giêsu nhìn ông đi và lắc đầu. Tại sao thầy lắc đầu? Zelop hỏi. Bởi vì điều đó làm thầy khổ khi thấy ngay những hiền nhân cũng là nô lệ của thành kiến. Nhưng hãy nói giữa chúng ta thôi. Bartolomeo cơ lý. Và cả đến thầy cũng phải nghĩ tới đó. Hãy nhớ lại Sintica và Gioan. Cầu cho đừng xảy ra điều như vậy nữa. Hãy gửi nó cho Sintica. Phêrô nói. Ông hơi phiền vì sự hiện diện của con bé dân ngoài ở giữa họ. Gioan sắp chết rồi. Sintica mới được đào tạo quá ít để làm cô giáo cho một đứa giống như nó. Ngoại cảnh không thích hợp cho nó. Nhưng thầy không thể giữ nó. Hãy nghĩ tới Judah sắp ở với chúng ta. Và Judah, xin thầy để cho con nói, là kẻ dâm bôn và là một người dễ dàng nói để lợi dụng. Và là người có quá nhiều bạn bè trong số các Pha-ri-siêu. Zelot nhấn mạnh. Đúng, Simon có lý. Đó chính là điều con cũng nghĩ tới. Thầy nghe ông ta đi. Phêrô kêu lên. Giêsu suy nghĩ, nín lặng, rồi người nói. Chúng ta hãy cầu nguyện, rồi Chúa Cha sẽ giúp chúng ta. Và đi lùi lại ở sau mọi người. Người cầu nguyện tha thiết. Rạng đông biến thành bình minh. Họ băng qua một làng nhỏ, để lại đi vào con đường giữa miền quê. Mặt trời càng lúc càng mạnh. Họ dừng lại để ăn dưới bóng một cây hồ đào khổng lồ. Con có mệt không? Hãy nói và chúng ta sẽ dừng lại. Giêsu hỏi đứa bé khi nó đang ăn cách miễn cưỡng. Không, không, hãy đi. Chúng con đã hỏi nó nhiều lần, nhưng nó cứ nói là không. Jacoby Andre nói. Con đi được, con đi được. Chúng ta hãy đi xa. Họ lại lên đường, nhưng Orion nhớ ra. Con có một túi tiền, các bà đã nói với con. Mày hãy đưa khi bắt đầu lên núi. Đây là núi rồi, và con đưa. Rồi nó lục trong giỏ của nó, nơi Lydia đã để vài quần áo. Nó lấy ra và đưa cho Giêsu. Của bố thí, các bà không muốn cho ta cảm ơn họ. Họ tốt hơn nhiều người trong chúng ta. Cầm lấy đi Matthew, hãy giữ lấy tiền này, nó sẽ được dùng vào các việc bố thí kín đáo. Con không phải nói với Judas Iscariot à? Không. Ông ta sắp gặp con bé. Giêsu không trả lời. Họ tiếp tục con đường, mệt mỏi vì sức nóng, vì bụi bặm, vì ánh sáng chói mắt.
Rồi họ bắt đầu leo lên những núi nằm ngang với dãy Carmel. Tôi tin vậy. Mặc dù có nhiều bóng râm và mát hơn. Aria cũng bước chậm chạp và vấp luôn. Bartolomeo trở lại đằng sau, tới bên thầy. Thưa thầy, con bé bị sốt và kiệt lực. Chúng ta phải làm sao? Họ hỏi nhau, nghĩ lại. Ẩm nó lên và tiếp tục đi. Được, không được. Sau cùng họ quyết định là ít nhất phải tới được con đường dẫn về Sicamion để xin các người du hành có con vật hoặc có xe giúp đỡ. Họ rất muốn ẵm đứa bé trong tay, nhưng nó, anh hùng trong ý muốn đi xa hơn của nó, cứ nhắc lại. Con đi được. Và muốn tự mình bước đi, nó đỏ bừng, đôi mắt của người sốt, rõ ràng là kiệt lực. Nhưng nó không nhượng bộ, nó tiến từ từ, chấp nhận được Bartolomeo và Philippe dắt, nhưng nó bước. Tất cả đều mệt mỏi, nhưng họ hiểu là cần phải đi, và họ bước. Đã băng qua ngọn đồi, đây là bờ phía bên kia, đồng bằng Israelon, ở tận dưới đáy, và ở bên ngoài là dãy đồi có mang Nazareth. Giê-xu nói, nếu chúng ta không tìm được, chúng ta sẽ dừng lại tại nhà các nông dân. Họ đi, khi hầu như đã tới đồng bằng, họ thấy một nhóm môn đệ, có Isaac, Gioan người Epheso với mẹ ông và Abel người Bethlehem với các người của ông ở giữa những người khác mà tôi không biết tên. Các người đàn bà có một chiếc xe mộc mạc được kéo bởi một con la lực lưỡng. Cũng có các mục đồng Daniel, Benjamin, người đưa đò Giuse và những người khác nữa. Chính đấng quan phòng đã cứu chúng ta. Giê-xu kêu lên và người ra lệnh dừng lại, trong khi người tới nói chuyện với các môn đệ, đặc biệt là các nữ môn đệ. Người đem họ riêng ra cùng với Isaac và kể cho họ một phần những thử thách của Aria. Chúng ta đã lấy cắp nó khỏi tay một ông chủ dơ bẩn. Thầy muốn dẫn nó về Nazareth để săn sóc nó, vì nó bệnh do sợ và mệt. Nhưng chúng ta không có xe. Các con đi đâu bây giờ? Về Bethlehem thuộc Galilee, tới nhà Mơ-ta. Không thể nào chịu nổi cái nóng ở đồng bằng nữa. Isaac trả lời. Vậy trước hết hãy về Nazareth. Thầy xin các con vì tình bác ái, hãy dẫn con bé về cho mẹ thầy và thưa với mẹ rằng trong 2-3 ngày nữa thầy sẽ ở nhà mẹ. Đứa bé bị sốt, đừng chú ý tới những mê sảng của nó. Thầy sẽ kể cho các con sau này. Thưa thầy vâng. Như thầy muốn, chúng con đi lập tức. Đứa con gái tội nghiệp, hắn đã đánh nó. Ba người hỏi, hắn muốn tục hóa nó. Ôi, nó mấy tuổi rồi? Chừng 13. Quân hèn, quân dơ bẩn, nhưng chúng con sẽ yêu nó. Chúng con là những bà mẹ, phải không Noemi? Chắc chắn rồi Mita. Chúa ơi, thầy sẽ giữ nó như môn đệ chứ? Thầy chưa biết. Nếu thầy giữ nó, có chúng con ở đây. Con không trở về Epheso nữa. Con đã sai các bạn đi để thanh toán hết. Con ở lại với Mita. Xin thầy nhớ đến chúng con. Cho đứa bé, thầy đã cứu chúng con muốn cứu nó. Sau này chúng ta sẽ tính. Thưa thầy, 2-3 môn đệ hoàn toàn bảo đảm về sự thánh thiện. Isaac biện hộ. Điều đó không tùy thuộc ở thầy, hãy cầu nguyện nhiều và hãy nín lặng với mọi người, các con nghe chưa, với hết mọi người. Chúng con sẽ nín lặng. Hãy đánh xe tới. Và Giê-xu trở lại đằng sau. Isaac đánh xe theo sau cùng với 2 bà. Con bé đang nằm trên cỏ để tìm một chút khí mát cho cơn sốt nặng của nó. Con bé tội nghiệp. Nhưng nó không sắp chết chứ phải không? Đứa trẻ đẹp chừng nào.
Cưng ơi, đừng sợ, bà là một bà mẹ, con biết không? Đỡ nó lên, Mita. Nó không đứng vững, giúp chúng tôi với Isaac. Ở chỗ này, nó sẽ ít dành hơn. Để cái túi dưới gối đầu, lót áo khoác của chúng ta ở bên dưới. Isaac, nhúng nước miếng vải này để chườm chán cho nó. Sốt quá trời, con bé tội nghiệp. Hai bà ân cần với đầy tình mẫu tử. Oria chết choáng vì sốt, hầu như xỉu. Mọi sự vào chỗ rồi, xe có thể chạy. Trước khi quốc con la, Isaac nhắc thầy. Thầy ơi, thầy đi lại chiếc cầu, thầy sẽ gặp thấy Judas Iscariot. Ông ta chờ thầy ở đó như người hành khách. Chính ông ta đã bảo chúng con rằng thầy sẽ đi qua đây. Bình an cho thầy. Chúng con sẽ tới Nazareth đêm nay. Bình an cho thầy. Hai bà môn đệ nói. Bình an cho các con. Chiếc xe chạy nước kiệu. Xin tạ ơn Chúa. Giê-xu nói. Vâng, thật mừng cho con bé. Và thật tốt vì lẽ Giu-đa. Tốt nhất là ông ta không biết gì cả. Đúng, vậy là nhất. Rất tốt hơn là thầy phải xin quả tim các con một hy sinh. Chúng ta sẽ chia tay nhau trước khi tới Nazareth. Các con, các người ở hồ, các con sẽ đi Capernaum với Giu-đa, trong khi các anh thầy cùng với Tô-ma và Simon, thầy sẽ đi Nazareth. Thưa thầy, chúng con sẽ làm như vậy, và thầy sẽ nói gì với những người đang chờ thầy? Nói rằng phải gấp báo cho mẹ thầy rằng chúng ta về, đi thôi. Và người lại với các môn đệ. Họ quá vui vì có thầy ở với họ, nên họ không hỏi gì cả. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hay nhớ. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Chơi vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường,
đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hay thôi, một lần đến giữa đêm khuya rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ chơi bơi trên nguồn con sông, biển động khơi mịt mùng. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Chương 119. Dù ngôn vườn nho
và ý muốn tự do. Bình an cho các con, các bạn thầy. Thiên Chúa nhân từ, người cho chúng ta tụ họp trong bữa ăn huynh đệ. Các con đi đâu vậy? Người thì đi ra biển, người thì lên núi. Cho tới lúc này thì chúng con ở cùng nhau với con số luôn luôn gia tăng vì những nhóm khác mà chúng con gặp trên đường. Daniel, người trước kia là một đồng ở Liban nói. Vâng, và hai người chúng con muốn đẩy mạnh cho tới núi Hemon lớn, nơi chúng con sẽ chăn đoàn vật và chăn các tâm hồn. Benjamin, bạn của ông nói. Ý tưởng hay đó, thầy sẽ đi Nazareth một thời gian, rồi thầy sẽ ở giữa các Capernaum và Bethsaida cho tới trăng mới của tháng Elul. Thầy nói điều đó với các con để khi cần, các con có thể tìm thấy thầy. Các con ngồi xuống đi. Chúng ta để chung thực phẩm lại với nhau để có thể phân phối đều. Họ làm như vậy. Khi dàn ra trên một chiếc khăn các của cải của họ, bánh tráng nướng, phô mát, cá ướp mặn, ô liu, vài quả trứng, vài trái táo đầu mùa. Họ gấp chung như vậy rồi phân phối vui vẻ sau khi Giê-xu đã dâng hiến và chúc phúc. Họ sung sướng chừng nào với bữa tiệc tình yêu bất ngờ. Họ nhanh chóng quên đi những mệt mỏi và nóng nực trong niềm vui được nghe Giê-xu nói. Người hỏi họ những việc họ đã làm và cho họ những lời khuyên. Hoặc người kể cho họ những điều người đã làm. Mặc dầu đây là giờ rất nóng của một ngày nặng nề làm bần thần cả người. Nhưng nỗi vui lớn tới nỗi không ai buồn ngủ nữa. Khi bữa ăn chấm dứt và thức ăn còn lại được chia đều cho mỗi người để bỏ vào giỏ, họ đi sâu vào trong rừng của ngọn đồi. Dưới bóng những cây lớn, họ ngồi vòng tròn chung quanh Giê-xu và xin người kể cho họ một dụ ngôn hay, có thể ích lợi cho đời sống cũng như cho việc giảng dạy. Giê-xu ngồi, trước mặt người là đồng bằng Edrilon. Mùa gặt lúa đã xong, nhưng còn phong phú về nho và cây ăn trái. Người nhìn lướt qua toàn cảnh để tìm một đề tài nơi những cái trong tầm mắt người. Người mỉm cười, người đã tìm thấy. Người bắt đầu bằng một câu hỏi tổng quát. Các vườn nho của đồng bằng này thật là đẹp, có phải không? Rất là đẹp, với những chùm nho nặng trĩu, các trái đang chín, các cây nho được chăm bón rất cẩn thận, nên chúng mới có năng suất cao như vậy. Đó chắc phải là các cây được lựa chọn. Giê-xu nói ám chỉ, và người kết thúc. Vì hầu hết, đồng bằng đều là lãnh địa của các pha-ri-sêu giàu, nên họ đã trồng những cây tuyệt hảo và không tiếc việc chi tiêu để đầu tư. Ôi! Mua những cái cây tốt tới đâu cũng chẳng ích lợi gì nếu sau đó người ta không tiếp tục chăm sóc. Con biết điều đó, vì gia sản của con toàn là vườn nho. Nếu con không có đổ mồ hôi vào đó, hay đúng hơn là nếu con không đổ mồ hôi vào đó, cũng như bây giờ các anh em con đang tiếp tục đổ mồ hôi vào đó, thì thầy hãy tin chắc rằng con không thể dâng cho thầy những chùm nho vào mùa hái nho như những chùm nho của năm vừa qua. Một người đàn ông vạm vỡ, độ 40 tuổi nói, hình như tôi đã thấy ông ta, nhưng tôi không nhớ tên. Anh có lý, Cleopa, tất cả cái bí mật để có những trái cây tốt đều ở trong sự chăm sóc mà người ta hiến cho đất đai. Một người khác nói, trái cây tốt đem lại lợi ích lớn, vì nếu đất đai chỉ cho lại số tiền mà người ta đã chi tiêu cho nó, thì nó không sinh lợi. Đất đai phải cho lại cái vốn đã bỏ ra lẫn tiền lời, và hơn nữa, và là một số lời đủ để có thể giúp chúng ta phát triển cơ nghiệp. Quả vậy,
hãy nghĩ tới một người cha phải phân chia gia tài cho các con. Và dù có đất đai hay tiền bạc, ông cũng phải chia làm nhiều phần theo số con cái, để cho tất cả, mỗi đứa đều có cái gì để sống. Tôi không tin là việc làm gia tăng cơ nghiệp để tất cả các con đều có lợi lại là điều đáng trách. Cleopa nhấn mạnh. Nó sẽ không đáng trách nếu nó đạt được bằng các công việc ngay thẳng, bằng các phương tiện ngay thẳng. Vậy con nói rằng, dầu có những cây tốt nhất đã được trồng, muốn rút được mối lợi thì còn phải làm việc nhiều phải không? Thế nào? Trước khi nó cho một trái nho đầu tiên, thì phải có thời gian. Hả? Vậy phải kiên nhẫn và phải làm việc kể cả lúc cây chỉ mới có lá. Rồi sau đó, khi nó đã có trái và mặn, phải coi để nó không có những cành vô ích, các côn trùng phá hoại. Phải giữ để cỏ rạ không ăn hạt đất, không làm ngộp các cành vì những lá cỏ gai hay những cây bìm bìm leo. Phải xới đất xung quanh gốc để sương thấm vào và nước đọng được lâu hơn các chỗ khác để nuôi cây, và phải bón phân. Một công việc khó nhọc nhưng phải làm dù mệt mỏi, vì mỗi trái nho rất đẹp, rất ngọt. Mỗi chùm là các viên đá quý được tạo thành chính bởi việc hút lấy cái phân bón đen và hôi thối này. Điều đó tưởng như không thể được, nhưng là vậy đó. Rồi phải tỉa lá để mặt trời chiếu vào các chùm. Rồi sau mùa thu hoạch, phải xếp đặt cho cây bằng cách buộc, tỉa, phủ rễ bằng rơm rác và phân chuồn để bảo vệ nó khỏi băng giá. Và ngay cả trong mùa đông, cũng phải tới coi xem gió hay trộm cắp có làm đổ vài cây cọc trống không, hay thời gian có làm hư các dây lát buộc các cành vào cọc không. Ôi, luôn luôn có việc làm cho tới khi cây nho chết hoàn toàn, và sau đó vẫn còn phải làm là đào bỏ cây chết và các rễ của nó, và chuẩn bị để trồng cây mới vào đó. Và thầy biết phải có bàn tay nương nhẹ chừng nào, phải kiên nhẫn, có mắt phải căn chỉnh để loại bỏ cành của các cây chết còn đang vào cành của các cây sống. Nếu người ta làm cách vụng về với bàn tay thô bạo, người ta sẽ làm những thiệt hại, phải là nhà nghề mới biết được. Các vườn nho à, giống như các đứa trẻ. Trước khi đứa trẻ trở thành một người, phải đổ biết bao mồ hôi để giữ cho nó lành mạnh về thân xác và linh hồn. Nhưng con nói, và con nói, con không để cho ai nói. Thầy đã hứa với chúng con một dụ ngôn. Đúng vậy, nhưng con đã nói rồi, chỉ cần áp dụng những kết luận của con và nói rằng linh hồn cũng như cây nho. Không, thưa thầy, xin thầy nói. Con đã nói quảng xin, và chúng con không thể tự cho chúng con làm điều áp dụng. Được, vậy hãy nghe. Khi chúng ta có xác thịt của một sinh vật trong lòng của mẹ chúng ta, Thiên Chúa ở trên trời đã tạo ra một linh hồn để làm cho con người tương lai trông giống như người. Và người đã phú nó vào trong thân xác được tạo hình trong bụng. Và con người khi tới thời gian để sinh ra thì được sinh ra cùng với linh hồn của nó. Mà trước khi tới tuổi có trí khôn thì giống như đất bị bỏ hoang. Nhưng đến tuổi khôn, con người bắt đầu lý luận và phân biệt điều thiện với điều ác. Chính khi đó nó nhận ra rằng nó có một vườn nho để trồng cấy như ý nó, và nó nhận ra rằng nó có một người trồng nho chịu trách nhiệm về vườn nho này. Đó là ý muốn tự do của nó. Quả vậy, cái tự do để hướng dẫn đời sống mà Thiên Chúa ban cho con người, con cái của người, giống như một người đầy tớ có khả năng mà Thiên Chúa ban cho người ta, con của người, để giúp nó làm cho thành màu mỡ cái vườn nho của nó, tức là linh hồn nó. Nếu con người không phải chính mình mệt mỏi để trở nên giàu có, để tạo một tương lai vĩnh cửu bằng những thịnh vượng siêu nhiên, nếu nó nhận tất cả nơi Thiên Chúa,
thì nó sẽ có công nghiệp gì trong việc tác tạo lại sự thánh thiện mà Lucifer đã làm hư hỏng sau khi Thiên Chúa đã ban một cách nhưng không cho các người đầu tiên? Đã là rất nhiều rồi đối với tạo vật sa ngã và là kẻ thừa kế tội lỗi mà Thiên Chúa còn chấp nhận cho nó được phần thưởng, được nên thánh, được tái sinh bởi ý muốn riêng của nó, cho cái bản tính lúc khởi đầu đã là một tạo vật toàn vẹn mà Thiên Chúa đã ban cho Adam và Eva và cho con cháu họ, nếu các cha mẹ này đã giữ được tình trạng không phạm tội nguyên thủy. Con người sa ngã phải trở lại thành con người được kén chọn bởi ý muốn tự do của chính nó. Và chuyện gì đã xảy ra trong các linh hồn? Đó là con người ký thác linh hồn mình cho ý muốn của nó, cho ý muốn tự do của nó. Nó bắt đầu canh tác vườn nho mà từ trước cho tới lúc này là một khu đất không cây cối, đất tốt nhưng không có những cây có thể trường tồn. Trong những năm đầu của sự hiện hữu của nó chỉ có những cỏ lầm trỏng và những bông hoa nhỏ mau tàn mọc đó đây. Đó là lòng tốt do bản năng của đứa bé. Nó tốt vì nó còn là một thiên thần, chưa biết đâu là xấu là tốt. Các con hỏi, thời gian như vậy là bao lâu? Người ta nói thông thường là 6 năm đầu tiên, nhưng thực sự có những đứa trẻ khôn sớm thì trước 6 tuổi, nó đã trách nhiệm về các hành động của nó. Có những trẻ phải chịu trách nhiệm về hành vi của nó ngay từ 3-4 tuổi, vì nó đã biết điều gì tốt, điều gì xấu, và nó hoàn toàn tự do để muốn điều nọ hay điều kia. Từ lúc đứa trẻ biết phân biệt hành động xấu với hành động tốt, nó bắt đầu chịu trách nhiệm. Trước đó thì không. Vậy một người ngốc thì dù đã 100 tuổi, họ vẫn là kẻ vô trách nhiệm, nhưng kẻ chịu trách nhiệm thay cho nó là các người giám hộ. Họ phải canh chừng nó với tình yêu và canh cho những kẻ mà đứa ngu hay điên có thể làm thiệt hại, để kẻ không ý thức không làm thiệt hại cho chính nó cũng như cho người khác. Vì vậy Thiên Chúa không quy trách nhiệm về tội lỗi cho kẻ ngu ngốc hay điên loạn, vì sự khốn nạn của nó đã làm mất lý trí của nó. Nhưng đây chúng ta nói về những kẻ khôn ngoan và lành mạnh về tinh thần cũng như trên thân xác. Vậy con người ký thác mảnh vườn không trồng cấy của nó cho người làm việc, tức là ý muốn tự do của nó, và kẻ này bắt đầu canh tác. Linh hồn chính là cây nho, tuy nhiên nó có tiếng nói và nó làm cho ý muốn tự do nghe thấy tiếng nó, một tiếng nói siêu nhiên được nuôi dưỡng bởi các tiếng nói siêu nhiên mà Thiên Chúa không bao giờ từ chối linh hồn. Tiếng nói của thiên thần bản mệnh, tiếng nói của linh hồn mà Thiên Chúa sai đến, tiếng nói của đấng khôn ngoan, tiếng nói của các ký ức siêu nhiên mà mọi linh hồn đều nhớ, cho dù linh hồn không ý thức rõ ràng về nó. Và nó nói với ý muốn tự do bằng một giọng ngọt ngào cả đến năn nỉ, để xin nó trang điểm mảnh vườn bằng những cây tốt, tích cực làm việc cách khôn ngoan, để khu vườn không biến thành một đám cây mâm xôi gai góc hoang dại, xấu xa, nguy hiểm, nơi trú ẩn của rắn rết, bọ cạp, nơi chồn cáo và các con vật bốn chân khác làm nơi trú ẩn. Ý muốn tự do không luôn luôn là người canh tác tốt. Nó không luôn luôn canh giữ vườn nho. Nó không bảo vệ khu vườn bằng những hàng rào không thể băng qua được, tức là một ý muốn tốt và cương quyết, sẵn sàng bảo vệ linh hồn trước các kẻ trộm, các loài ký sinh, tất cả những thứ nguy hại. Gió mạnh có thể làm rụng hoa của các quyết định tốt vừa thành hình trong ước muốn. Ôi, cần phải dựng một hàng rào cao chừng nào chung quanh linh hồn để cứu nó khỏi điều xấu. Phải cần mật chừng nào để nó không bị áp bức, để nó không bị hở, cũng không có những cửa quá rộng để cho các phung phí có thể đi qua, cũng không có những khe hở nhỏ là các gian lận, hèn hạ mà qua đó các rắn độc lẻn vào, tức là 7 mối tội đầu. Phải nhổ, phải đốt các cỏ có hại đi, phải tỉa cành, xới đất, bón phân hy sinh, phải săn sóc linh hồn mình bằng tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Phải canh chừng với con mắt mở rộng và sáng tỏ, với thần trí tỉnh thức để các cây đang có vẻ tốt đừng xuất hiện những dấu hiệu sau đó. Và nếu sự việc đó xảy ra thì phải nhổ bỏ nó không thương tiếc. Thà rằng có một cây duy nhất mà chọn hảo, còn hơn là có nhiều cây mà vô ích và độc hại. Trong chúng ta, có những linh hồn,
tức là các khu vườn đã bị trồng, bị trang hoàng bởi những nông dân vô trật tự, luôn luôn trồng chen chúc các cây mới, là các công việc, các tư tưởng, các ý muốn, cho dù khởi thủy không xấu, nhưng sau đó, nếu người ta không chăm sóc, nó sẽ trở nên xấu, rụng xuống đất, suy nhược và chết đi. Biết bao nhân đức bị chết vì nó bị lẫn lộn với tình dục, vì nó không được chăm bón. Tóm tắt, bởi vì ý muốn tự do không nâng đỡ nó bằng tình yêu. Biết bao kẻ trộm đã vào để đánh cắp, để làm đảo lộn trật tự, để nhổ phá, bởi vì lương tâm mải ngủ thay vì tỉnh thức, bởi vì ý muốn yếu đuối và hư hỏng, bởi vì ý muốn tự do bị điều xấu lôi kéo, và nó, một thứ tự do, lại trở thành nô lệ. Các con hãy nghĩ coi, Thiên Chúa để cho ý muốn được tự do, nó lại trở nên nô lệ của các đam mê, của tội lỗi, của dâm đãng, tóm lại là của điều xấu. Kiêu căng, nóng giận, keo kiệt, dâm ô, lúc đầu thì trà trộn vào đám cây tốt, nhưng sau đó thì toàn thắng và làm tổn hại cho cây tốt. Một thảm họa, đó là lửa làm khô cây bởi vì không còn kinh nguyện liên kết với Thiên Chúa nữa, tức là không còn sương mát của các ân huệ xuống trên linh hồn. Nó là băng giá làm đóng băng các rễ vì thiếu tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Đất đai bị kiệt quệ vì người ta từ chối bón phân hy sinh, khiêm nhường cho nó. Đó là sự đan kết rối bời chằng chịt của các cành tốt và các cành xấu vì người ta không can đảm chịu khó để cắt bỏ những cành có hại. Đó là tình trạng của một linh hồn bị coi giữ bởi một ý muốn tự do vô trật tự. Sau cùng, ý muốn này làm cho nó quay về với đứa ác. Trái lại, linh hồn có một ý muốn sống trong trật tự, trong sự vâng lời lề luật. Những luật đã được ban để con người biết cái gì là trật tự và nó hệ tại điều gì, làm sao để duy trì nó, để họ biết anh hùng trung thành với điều tốt, vì điều tốt nâng cao con người, làm cho nó giống Thiên Chúa. Còn điều xấu làm hạ giá nó, làm cho nó giống ma quỷ. Kẻ trung thành với điều tốt thì giống như một vườn nho được tưới bón bằng nước trong sạch, dồi dào, bổ ích của đức tin, được rợp mát bởi các cây đức cậy, được soi sáng bởi mặt trời của đức mến, được chỉnh đốn bởi ý chí, được bón phân hy sinh, được tỉa cành bởi sức mạnh, được hướng dẫn bởi sự công bằng, được canh chừng bởi sự khôn ngoan và lương tâm. Và ân sủng tăng trưởng vì được bao thứ trợ giúp, sự thánh thiện tăng trưởng, và vườn nho trở thành khu vườn tuyệt diệu, nơi Thiên Chúa xuống để thưởng thức những ngon ngọt của người, để giữ vườn nho luôn luôn là khu vườn trọn hảo cho tới cái chết của thụ tạo. Thiên Chúa sẽ cho các thiên thần của người mang các công việc của một ý muốn tự do đầy thiện chí và tốt lành này về khu vườn vĩ đại và vĩnh cửu trên trời. Đó chắc chắn là số phận mà các con muốn. Vậy hãy tỉnh thức để ma quỷ, thế gian, xác thịt không lôi kéo ý muốn của các con và không phá hoại linh hồn các con. Hãy canh chừng để trong các con luôn luôn có tình yêu thật, không phải tình yêu riêng mình là cái dập tắt tình yêu và ném linh hồn vào sự ngông cuồng của đủ thứ tình cảm và vào sự hỗn độn. Hãy tỉnh thức tới cùng, bão tố có thể làm các con ướt át, nhưng không làm hại được các con. Các con sẽ đi về với Chúa, mang đầy hoa trái của các con để lãnh phần thưởng đời đời. Thầy chấm dứt, bây giờ các con hãy suy niệm và nghỉ ngơi tới hoàng hôn, trong khi thầy lui ra để cầu nguyện. Thưa thầy không, chúng ta không được chậm lên đường để tới nơi có nhà ở. Phêrô nói, nhưng tại sao? Vẫn còn giờ trước hoàng hôn mà. Nhiều người nói, tôi không nghĩ tới hoàng hôn. Cũng không nghĩ tới ngày Sa-bát. Tôi nghĩ chỉ không tới một giờ nữa là sẽ có bão lớn. Các anh thấy những cái lưỡi đen từ từ nhô lên bên trên các dãy núi xứ Samari không? Và các đám mây trắng bay lẹ từ trời Tây tới không? Một luồng gió cao thổi những đám này, một luồng gió thấp đẩy những đám kia. Nhưng khi chúng bay tới bên trên chỗ này, thì luồng gió cao sẽ nhượng bộ luồng gió thấp của Địa Trung Hải. Và các đám mây đen chứa đầy hạt mưa đá sẽ rơi xuống và đụng vào các đám mây trắng chứa đầy sấm sét.
và quý vị sẽ nghe một dàn nhạc đã tài. Đi mau đi, tôi là ngư phủ và tôi đọc được bầu trời. Giê-xu vâng lời trước tiên, và tất cả bắt đầu rảo bước rất lẹ về nông trại dưới đồng bằng. Đi tới cầu, họ gặp Giu-đa. Ông kêu: Ôi, thầy của con khổ biết bao vì xa thầy. Ngợi khen Thiên Chúa đã thưởng cho con vì kiên trì trở thầy ở đây. Cuộc hành trình đi Cesare đã xảy ra thế nào? Bình an cho con, Giu-đa. Giê-xu trả lời vắn tắt và người thêm: Vào trong nhà chúng ta sẽ nói, đi đi, giông bão đang đe dọa kìa. Quả vậy, các cơn gió bắt đầu thổi tung lên các đám mây bụi trên con đường nóng bỏng vì mặt trời. Bầu trời được bao phủ bằng các đám mây đủ kiểu, đủ màu. Không khí trở nên vàng lạt và tay tái. Các giọt đầu tiên rất lớn, nóng, thưa thớt bắt đầu rơi. Và các tia chớp bắt đầu vẽ trên bầu trời hầu như đen. Họ bắt đầu chạy hết tốc lực vì họ rất ước ao tránh mưa. Và như vậy, họ tới được các căn nhà đầu tiên thì sấm sét rơi ồn ào ở gần đó, làm xông lên rất mạnh mùi đất do bụi hòa với nước và mùi hôi của dưỡng khí do các tia chớp liên tục sản xuất. Họ vào nhà. May mắn là căn nhà có hành lang và là nhà của các nông dân có lòng tin vào Đức Mê-si-a. Một cách kính cẩn, nông dân mời thầy vào cùng với các bạn người. Cứ coi như nhà thầy, nhưng xin thầy giơ tay để đuổi mưa đá đi, vì thương cho công việc của chúng con. Họ nói khi bao quanh Giê-xu. Giê-xu giơ tay khi quay quanh bốn phương trời, rồi chỉ thấy có nước rơi xuống để giải khát cho các vườn cây ăn trái, vườn nho, các đồng cỏ, và để thanh tẩy bầu khí nặng nề. Xin chúc tụng Chúa. Ông chủ gia đình nói: Xin mời Chúa vào. Và trong khi mưa kéo dài, Giê-xu vào trong một căn phòng rất rộng, chắc là một cửa hàng. Người ngồi mệt mỏi, các người của Ngài vây quanh. Chúng tôi đang chờ mong. Hãy
bắt cho chúng tôi những con chuồn, những con chuồn bé đang phá hại vườn nhỏ chúng tôi. Hãy bắt cho chúng tôi những con chuồn, những con chuồn bé đang phá hại vườn nhỏ chúng tôi. Vì vườn nhỏ chúng tôi đang trổ bông, vườn nhỏ đang trổ bông, vườn nhỏ đang trổ bông. Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Amen.